2021, Phật lịch 2564. Bài học hôm nay giáo trình trung bộ kinh Majjhima Nikaya phân tích tứ diệu đế. Bài 141, kinh phân biệt về sự thật. Sắc chá quý phân giá xuất tá, phân đoạn 656 đến 660 do thượng tọa Pháp Đăng giảng giải. Dịch giả Hòa Thượng Thích Minh Châu, biên soạn giáo trình Thượng Tòa Giác Thẳng. Mở đầu chương trình xin tất cả chúng ta trang nghiêm tam nghiệp lãnh lễ tam bảo. Chúng con xin kính cung thỉnh Thượng Tọa Minh Hạnh đọc kinh lễ bái năm bạc tam bảo. Con kính cung thỉnh Ngài. Nhất tâm đảnh lễ Đức Như Lai, bậc ứng cúng chánh biến tri, minh hạnh túc thiện thể thế gian dạy. Vô thượng điều ngự thiên nhân sư Phật Thế Tôn. Nhất tâm đảnh lễ chánh pháp do Phật thiện thuyết, thiết thực hiển tiền vượt ngoài thời gian, đến chứng nghiệm hiệu năng hướng thượng trí giả thân chứng.
Nhất tâm đảnh lễ chư tăng đệ tử thầy tôn bậc diệu hạnh, trực hạnh, như lý hạnh, chân chánh hạnh, gồm bốn đôi tám vị đáng nhận lễ phẩm, tặng phẩm, tế phẩm, kính lễ là phước điền vô thượng trong đời. Nguyện cầu với Đức Phật bảo, nguyện cầu Đức Pháp bảo, nguyện cầu Đức Tăng bảo, xin Tam Bảo gia hộ ngăn ngừa mọi tai ương, những hiện tượng bất tường, những vọng mị xấu xa, những nghiệp duyên trở ngại thải đều mau tan biến. Nguyện muôn loài chúng sanh, người khổ xin hết khổ, người sợ hết sợ hãi, người sầu hết sầu bi, biết cho với niềm tin, biết hộ trì giới hạnh, biết lạc trú trong thiền. Chư thiên đã vân tập, xin tùy hỷ phước lành được các tường dư ý rồi phản hồi thiên sứ. Chư toàn giác đại lực, chư độc giác đại lực, thinh văn giác đại lực, nguyện tổng trì quy đức, cầu phúc lành phát sanh. Chúng con kính tri ân thượng tọa Minh Hạnh đã đọc kinh lễ bái lâm Tam Bảo. Tiếp đến chúng con kính cung thỉnh thượng tọa Tế Siêu dẫn nhập bài học ngày hôm nay. Con kính cung thỉnh ngài. Xin hỏi quý vị có nghe được chúng tôi nói không? Dạ, xin cảm ơn quý vị. Nam mô Bổn Thầy, Nam mô Tham Ma Giả, Nam mô Sắc Khai Giả, kính lễ Đức Phật, kính lễ Giáo Pháp, kính lễ Tăng chúng. Kính chào thượng tọa Nhật Đản cùng chư tu đức. Kính chào tất cả quý tu nữ, quý Phật tử. Hôm nay chúng ta học giáo trình Trung Bộ Kinh. Bài kinh 141. Đó là bài kinh sách cho quý phần giác sơ tán. Sách cho quý phần giác ở đây nếu mà dựa theo trong cái bản kinh là kinh phân biệt về sự thật thì nghe nó rất là xa lạ, mặc dù nó là nhưng mà nó không có đúng và làm cho người ta khó hiểu, người ta hiểu được cái nghĩa khác. Ở đây sách cho nguyên phần giác thứ 8 là đế phân biệt hay là đế phân tích hay là phân tích về tứ diệu đế. Bởi vì đối với cái pháp tứ diệu đế thì chúng ta không có ai là lạ lùng với cái ý nghĩa của tứ diệu đế ở trong Phật giáo. Và những ai đã từng đọc qua hay nghiên cứu về bài kinh Chuyển Pháp Luân, bài kinh đầu tiên mà Đức Phật đã thuyết tại vườn Lộc Giả, độ năm thầy Kiều Trường Như, ai nhớ coi này nhé, hiểu tứ diệu đế đó rồi thì qua cái bài kinh đế phân tích này chúng ta không có khó khăn gì. Chỉ có điều là trong bài kinh hôm nay đó, khi mà Đức Thế Tôn ngài thuyết lên phần Uddisatha Matika, tức là chủ đề về tứ diệu đế, để nhắc lại kinh Chuyển Pháp Luân, rồi ngài đi vào trong Hương Thất
Tôn giả Sariputta ngài đã thuyết rộng rãi cho chúng tỳ kheo. Và đặc biệt ở trong bài kinh này có một đoạn nhỏ mà Đức Phật ngài đề cập đến hai vị thượng thủ kinh văn, tức là ngài Sariputta và ngài Moggallana. Và Đức Phật ngài gọi Sariputta là sanh mẫu của chúng tỳ kheo, và ngài Moggallana là dưỡng mẫu của chúng tỳ kheo. Đó là một chi tiết mà trong bài kinh này chúng ta cũng sẽ được nghe. Và kinh ngày hôm nay sẽ do Thượng tọa Pháp Đăng, giảng sư của chương trình ngày thứ tư, giảng giải. Bây giờ thì trước nhất xin mời cô Nguyên Xuân đọc cho chánh văn của bài kinh. Sau đó xin cùng thỉnh Thượng tọa Pháp Đăng giảng giải. Nam mô Phật thầy. Nam mô Bụt Tha Giá. Chúng con thành kính tri ân Thượng tọa Tệ Siêu đã giảng nhập bài học ngày hôm nay. Con xin phép được đọc chánh kinh. Bài học hôm nay giáo trình Trung Bộ Kinh Majjhima Nikaya phân tích tứ diệu đế, bài 141. Kinh phân biệt về sự thật. Sắc chá quý phân gá xuất tá. Cụm từ sắc chá quý phân gá có nghĩa là phân tích về đế, uẩn, xứ, giới, đế là những đề tài nói về sự tổng quan của giáo pháp trong kinh tạng cũng như A Tỳ Đàm. Chữ đế nghĩa là sự thật, nhưng không phải sự thật nào cũng gọi là đế. Sự thật ở đây giống như chữ chân lý, tức là lẽ thật thắp sáng tuệ giác và có công năng chuyển hóa. Trong một lần về lại Lập Uyển nơi chuyển Pháp Luân, Bậc Đạo Sư đã nhắc lại bốn chân lý vi diệu một cách ngắn gọn, và sau đó Tôn giả Sariputta đã giảng giải chi tiết đề tài này. Phân đoạn 656. Trọng tâm của giáo pháp và lời giao phó của Đức Phật. Đức Phật là bậc giác ngộ sự thật và tuyên thuyết sự thật. Không phải sự thật nào cũng có giá trị chuyển hóa tâm thức và chi giác của chúng sanh. Bốn sự thật hay tứ thánh đế là những chân lý mang đặc tính chuyển mê khai ngộ, ly khổ đắc lạc. Kinh văn. Như vậy tôi nghe một thời Thế Tôn ở Varanasi, Ba La Nại, Isipatana, chư tiên đọa xứ tại Migá Đa Giá Lập Uyển. Tại đấy Thế Tôn gọi các tỷ kheo: này các tỷ kheo, bạch Thế Tôn. Các tỷ kheo ấy vâng đáp Thế Tôn. Thế Tôn nói như sau: vô thượng pháp luân đã được Thế Tôn, bậc A La Hán, chánh đẳng giác, chuyển bận ở vườn Lộc Uyển, chỗ chư tiên đọa tại Ba La Nại. Không một sa môn, bà la môn, chư thiên, ma vương, phạm thiên hay một ai ở đời có thể chặn đứng chuyển vận ngược lại, tức là sự khai thị, tuyên thuyết, thi thiết, kiến lập, mở rộng, phân biệt, hiển lộ bốn chánh thánh đế. Thế nào là bốn? Sự khai thị, tuyên thuyết, thi thiết, kiến lập, mở rộng, phân biệt, hiển lộ khổ thánh đế. Sự khai thị, tuyên thuyết như trên vân vân về tập khổ thánh đế. Sự khai thị, tuyên thuyết như trên vân vân về khổ diệt thánh đế. Sự khai thị tuyên thuyết như trên vân vân về khổ diệt đạo thánh đế. Vô thượng pháp luân này các tỷ kheo đã được Thế Tôn bậc A La Hán chánh đẳng giác chuyển vận ở vườn Lộc Uyển, chỗ như tiên đọa tại Ba La Nại. Không một sa môn, bà la môn, như trên vân vân, hay một ai ở đời có thể chặn đứng chuyển vận ngược lại,
tức là sự khai thị, tuyên thuyết, thi thiết, kiến lập, mở rộng, phân biệt, hiển lộ bốn thánh đế. Này các tỷ kheo, hãy thân cận Sariputta và Moggallana. Này các tỷ kheo, hãy gần gũi Sariputta và Moggallana. Các vị ấy là những tỳ kheo hiền trí, Pandita, là những vị sắc tấn các đồng phạm hạnh như một sanh mẫu. Này các tỷ kheo, như vậy là Sariputta, như một dưỡng mẫu, như vậy là Moggallana. Này các tỷ kheo, Sariputta hướng dẫn đến quả dự lưu, còn Moggallana hướng dẫn đến tối thượng nghĩa. Này tỷ kheo, Sariputta có thể khai thị, tuyên thuyết, thi thiết, kiến lập, mở rộng, phân biệt, hiển lộ một cách rộng rãi bốn thánh đế. Thế Tôn nói như vậy xong, thiện thể từ chỗ ngồi đứng dậy và đi vào tịnh xá. Tại đây, Tôn giả Sariputta, sau khi Thế Tôn đi không bao lâu, liền gọi các tỷ kheo: Này chư hiền, thưa vâng hiền giả. Các tỷ kheo ấy vâng đáp Thế Tôn, vâng đáp Tôn giả Sariputta. Tôn giả Sariputta nói như sau: Chư hiền, vô thượng pháp luân đã được Thế Tôn, bậc A-la-hán, chánh đạn giác, chuyển vận ở vườn Lộc Uyển, chỗ chư tiên đòa tại Ba La Nại, như trên vân vân. Sự khai thị, tuyên thuyết, thi thiết, kiến lập, mở rộng, phân biệt, hiển lộ về khổ diệt đạo thánh đế. Phân đoạn 657, chân lý về khổ. Không phải sầu muộn nghĩa là hiểu được khổ đau, trái lại, người thật sự hiểu khổ đau thì không sầu muộn. Phật pháp dạy về đau khổ rất khác cái nhìn thường tình, đó là sự bất toàn của đời sống mà không chúng sanh nào, dù giàu nghèo, già trẻ, hữu hạnh, bất hạnh có thể tránh khỏi. Kinh văn: Và này chư hiền, thế nào là khổ thánh đế? Sanh là khổ, già là khổ, bệnh là khổ, chết là khổ, sầu, bi, khổ, ưu, não là khổ, cầu không được là khổ, tóm lại, năm thủ uẩn là khổ. Này chư hiền, thế nào là sanh? Mỗi mỗi hạng chúng sanh, trong từng giới loại, sự xuất sản, xuất sanh, xuất thành, tái sanh của chúng, sự xuất hiện các uẩn, sự hoạch đắc các căn. Này chư hiền, như vậy gọi là sanh. Này chư hiền, thế nào là già? Mỗi mỗi hàng chúng sanh, trong từng giới loại, sự niên lão, sự hủ hoại, trạng thái rụng răng, trạng thái tóc bạc, gia nhân, tuổi thọ rút ngắn, các căn hủy hoại. Này chư hiền, như vậy gọi là già. Này chư hiền, thế nào là chết? Mỗi mỗi hàng chúng sanh, trong từng giới loại, sự tà thế, sự từ trần, thân hoại, sự diệt vong, sự chết, sự tử vong, thời đã đến, các uẩn đã tận diệt, sự vứt bỏ tử thi. Này chư hiền, như vậy gọi là chết. Này chư hiền, thế nào là sầu? Này chư hiền, với những ai gặp phải tai nạn này hay tai nạn khác, với những ai cảm thọ sự đau khổ này hay sự đau khổ khác, sự sầu của người ấy. Này chư hiền, như vậy gọi là sầu. Này chư hiền, thế nào là bi? Này chư hiền, với những ai gặp phải tai nạn này hay tai nạn khác, với những ai cảm thọ sự đau khổ này hay sự đau khổ khác, sự bi ai, sự bi thảm, sự than van, sự than khóc, sự bi thán, sự bi thống của người ấy. Này chư hiền, như vậy gọi là bi. Này chư hiền, thế nào là khổ? Này chư hiền, sự đau khổ về thân, sự không sảng khoái về thân, sự đau khổ do thân cảm thọ, sự không sảng khoái do thân cảm thọ. Này chư hiền, như vậy gọi là khổ. Này chư hiền, thế nào là ưu? Này chư hiền, sự đau khổ về tâm,
sự không sảng khoái về tâm, sự đau khổ do tâm cảm thọ, sự không sảng khoái do tâm cảm thọ. Này chi hiền, như vậy gọi là ưu. Này chi hiền, thế nào là não? Này chi hiền, với những ai gặp tai nạn hay gặp tai nạn khác, với những ai cảm thọ sự đau khổ này hay sự đau khổ khác, sự áo não, sự bi não, sự thất vọng, sự tuyệt vọng của người ấy, này chư hiền, như vậy gọi là não. Này chư hiền, thế nào là cầu bắt đắc khổ? Này chư hiền, chúng sanh bị sanh chi phối, khởi sự mong cầu, mong rằng ta khỏi bị sanh chi phối, mong rằng ta khỏi phải đi thác sanh. Lời mong cầu ấy không được thành tựu, như vậy gọi là cầu bắt đắc khổ. Này chư hiền, chúng sanh bị già chi phối như trên vân vân, chúng sanh bị bệnh chi phối như trên vân vân, chúng sanh bị chết chi phối như trên vân vân, chúng sanh bị sầu bi khổ ưu não chi phối, khởi sự mong cầu, mong rằng ta khỏi bị sầu bi khổ ưu não chi phối, mong rằng ta khỏi đương chịu sầu bi khổ ưu não. Lời mong cầu ấy không được thành tựu, như vậy gọi là cầu bất đắc khổ. Này chư hiền, như thế nào là tóm lại năm thủ uẩn là khổ? Như sắc thủ uẩn, thọ thủ uẩn, tưởng thủ uẩn, hành thủ uẩn, thức thủ uẩn. Này chư hiền, như vậy tóm lại năm thủ uẩn là khổ. Phân đạt đoạn 658, chân lý về nguyên nhân sanh khổ. Nhân sanh khổ chính là khao khát muôn thuở không bao giờ thỏa mãn ở tất cả chúng sanh. Sự khao khát ấy, sự khao khát này luôn dẫn đến truy cầu và không bao giờ thỏa mãn cho dù đạt được cái đã muốn. Kinh văn: Này chư hiền, thế nào là khổ tập thánh đế? Sự tham ái đưa đến tái sanh, câu hữu với hỷ và tham, tìm cầu hỷ lạc chỗ này chỗ kia, như dục ái, hữu ái, vô hữu ái. Này chư hiền, như vậy gọi là khổ tập thánh đế. Phân đoạn 659, chân lý về sự diệt khổ. Chấm dứt khát ái là đoạn tận, đoạn tận khổ đau. Kinh văn: Này chư hiền, và thế nào là khổ diệt thánh đế? Sự diệt tận không còn luyến tiếc tham ái ấy, sự xả ly, sự khí xả, sự giải thoát, sự vô nhiễm tham ái ấy. Này chư hiền, như vậy gọi là khổ diệt thánh đế. Phân đoạn 660, chân lý về con đường dẫn tới diệt khổ. Để chấm dứt khái ác khát ái cần công phu tu tập, và tu tập có phương pháp. Kinh văn: Này chư hiền, thế nào là khổ diệt đạo thánh đế? Kiến: Này chư hiền, tri kiến về khổ, tri kiến về khổ tập, tri kiến về khổ diệt, tri kiến về khổ diệt đạo. Này chư hiền, như vậy gọi là chánh tri kiến. Này chư hiền, thế nào là chánh tư duy? Tư duy về ly dục, tư duy về vô sân, tư duy về bất hại. Này chư hiền, như vậy gọi là chánh tư duy. Này chư hiền, thế nào là chánh ngữ? Tự chế không nói láo, tự chế không nói hai lưỡi, tự chế không ác khẩu, tự chế không nói lời phù phiếm. Này chư hiền, như vậy gọi là chánh ngữ. Này chư hiền, thế nào là chánh nghiệp? Tự chế không sát sanh, tự chế không trộm cắp, tự chế không tà dâm. Này chư hiền, như vậy gọi là chánh nghiệp. Này chư hiền, thế nào là chánh mạng? Này chư hiền, ở đây vị thánh đệ tử từ bỏ tà mạng, sinh sống bằng chánh mạng. Này chư hiền, như vậy gọi là chánh mạng. Này chư hiền, và thế nào là chánh tinh tấn? Này chư hiền, ở đây tỳ kheo đối với các ác bất thiện pháp chưa sanh khởi lên ý muốn không cho sanh khởi, vị này nỗ lực tinh tấn quyết tâm trì trí đối với các ác bất thiện pháp đã sanh
khởi lên ý muốn trừ diệt, vị này nỗ lực tinh tấn quyết tâm trì chí. Đối với các thiện pháp chưa sanh, khởi lên ý muốn khiến cho sanh khởi, vị này nỗ lực tinh tấn quyết tâm trì chí. Đối với thiện pháp đã sanh khởi, khởi lên ý muốn khiến cho an trú, không cho văn hoại, khiến cho tăng trưởng, phát triển, viên mãn. Vị này nỗ lực, tinh tấn, quyết tâm, trì trí. Này chư hiền, như vậy gọi là chánh tinh tấn. Này chư hiền, thế nào là chánh niệm? Này chư hiền, ở đây tỳ kheo sống quán thân trên thân, nhiệt tâm, tỉnh giác, chánh niệm để chế ngự tham ưu ở đời, như trên vân vân, quán thọ trên các cảm thọ, như trên vân vân, quán tâm trên các tâm, như trên vân vân, quán pháp trên các pháp, nhiệt tâm tỉnh giác, chánh niệm để chế ngự tham ưu ở đời. Này chư hiền, như vậy gọi là chánh niệm. Này chư hiền, thế nào là chánh định? Này chư hiền, ở đây tỳ kheo ly dục, ly ác, bất thiện pháp, chứng và trú thiền thứ nhất, một trạng thái hỷ lạc do ly dục sanh với tầm với tứ. Vì tỷ kheo ấy diệt tầm diệt tứ, chứng và trú thiền thứ hai, một trạng thái hỷ lạc do định sanh, không tầm không tứ, nội tỉnh nhất tâm. Tỷ kheo ly hữu, ly hỷ trú trú xả, chánh niệm tỉnh giác, thân cảm sự lạc thọ mà các bậc thánh gọi là xả niệm lạc trú, chứng và trú thiền thứ ba. Tỷ kheo ấy xả lạc, xả khổ, diệt hỷ ưu đã cảm thọ trước, chứng và trú thiền thứ tư, không khổ, không lạc, xả niệm thanh tịnh. Này chư hiền, như vậy gọi là chánh định. Này chư hiền, như vậy gọi là khổ diệt đạo thánh đế. Chư hiền, vô thượng pháp luân đã được Thế Tôn, bậc A-la-hán, chánh đẳng giác chuyển vận ở vườn Lộc Uyển, chỗ chư tiên đòa tại Ba La Nại. Không một sa môn và la môn, chư thiên, ma vương, phạm thiên hay một ai ở đời có thể chuyển vận ngược lại, tức là sự khai thị, tuyên thuyết, thi thiết, kiến lập, mở rộng, phân biệt, hiển lộ bốn thánh đế. Tôn giả Sariputta thuyết giảng như vậy, các tỷ kheo ấy hoan hỷ tín thọ lời tôn giả Sariputta dạy. Dịch giả Hòa thượng Thích Minh Châu, phân đoàn chú thích tỳ kheo giác đẳng. Dạ, thưa chánh kinh, đến đây đã kết thúc. Chúng con cung thỉnh thượng tòa Pháp Đăng giảng giải bài học ngày hôm nay. Con kính cung thỉnh ngài. Alo. Dạ, cảm ơn cô Huệ Ngọc, cảm ơn quý vị. Dạ, cảm ơn Đức Thầy Truyền. Con Pháp Đăng kính đảnh lễ Đức Phật, Đức Pháp, Đức Tăng. Con kính đảnh lễ Thượng tọa Thầy Siêu, Thượng tọa Giác Đẳng, Thượng tọa Minh Hạnh, Đại Đức Đại Tri, Sư Nguyên Thông cùng với Chư Tôn Đức Thanh. Kính chào quý bà, quý cô tu nữ, kính chào quý Phật tử. Bữa hôm nay thì mình học về cái bài kinh nói về bốn sự thật. Bốn sự thật này thì quý vị biết rằng chỉ có khi nào một vị chánh đẳng chánh giác xuất hiện và ngài giác ngộ được ý nghĩa của sự thật này, đó là tứ diệu đế, và ngài đã thành một vị Phật. Ở trong chính cái hồng danh của Đức Phật thì mình cũng nghe về cái sự mà giác ngộ về sự thật. Như vậy thì phân tích về quẩn hay xứ hay giới hay đế là nói đến cái sự thật tổng thể của bốn cái sự thật mình gọi là tứ thánh đế. Nói về cái khổ của ngũ quẩn, nói về cái sự hình thành của cái khổ ngũ quẩn, nói về cái con đường tu tập để diệt trừ cái khổ ngũ quẩn, và nói đến cái sự chấm dứt khổ ngũ quẩn. Như vậy thì chúng ta thấy rằng nói đến cái sự chấm dứt đó, thì trong Phật giáo gọi là sự chấm dứt cái sự khổ luân hồi.
Như vậy thì chúng ta có cái sự khổ mà Đức Phật ngày giác ngộ với cội Bồ Đề, cái chuyện pháp luân, thì ngài đã thuyết giảng cái bài kinh nói về cái sự thật. Như vậy thì bốn cái sự thật này là một cái sự tối thường ở trong cái sự thế gian này, vì thế gian chỉ là những cái pháp đối đãi, những sự thật đó cũng chỉ là những sự thật tương đối đời này thôi. Nhưng mà cái sự thật được Đức Phật ngày thuyết giảng đó, để thành Phật, để giác ngộ thành thánh, nên chúng ta hiểu cái sự thật này là cái sự thật tối thường này. Như vậy thì cái sự thật được Đức Phật ngày thuyết, hay là mình gọi là thánh đế, nói về cái khổ thánh đế, thì quý vị biết hiện giờ cũng như Ấn Độ vậy đó, họ nghĩ cái người giàu, nhưng bây giờ cái người giàu bên Ấn Độ cũng khóc. Họ khóc ở đây vì cái dịch COVID, và họ khổ ở đây, họ có tiền, nhưng mà bây giờ họ ai cũng cấm cản họ di chuyển hết, và không có điều kiện để di chuyển, và những cái phương tiện thuốc thang đó nó hoàn toàn bị thiếu hụt trầm trọng. Dù là họ có tiền, nhưng mà họ cũng nếu mà họ vướng đến những cái chứng bệnh này thì họ cũng khó mà sống được. Cho đến những cái người kỹ sư, hay những vị bác sĩ, hay là những vị giáo sư, bất luận là người nào, thì Đức Phật ngài nói về cái sự khổ thánh đế đó, thì chúng ta thấy cái khổ sanh, khổ già, khổ đau, khổ chết, hay là cái khổ mà Đức Phật ngài nói về cái khổ của ăn uống, đại tiện tiểu tiện, khổ của tắm rửa, khổ của ngủ nghỉ đó, cái khổ này đó, áo quần thì phải giặt giũ, là những cái khổ mà mỗi ngày chúng ta phải có, không thể nào mà chúng ta không có giải quyết cái sự khổ này, như là ăn rồi đại tiện, uống rồi tiểu tiện, chúng ta phải tắm rửa, chúng ta phải ngủ nghỉ, phải giặt giũ áo quần của chúng ta. Như vậy mà chúng ta hiểu được cái sự khổ mà Đức Phật đã nói về cái khổ thánh đế đó, là cái sự thật, hay là khổ được nói đến khổ khổ, hoại khổ, hành khổ. Cái khổ khổ là chúng ta biết rằng cái khổ bản thân của chúng ta đói khát như vậy, rồi khổ của sự nóng nực, khổ của tha nhân, cái sự khổ của bừng bực, buồn bực, khổ của thời tiết, cái khổ của mưa nắng, quả hoạn, lũ lụt, thiên tai, khổ của thân thể này đó, là khổ già bệnh chết. Như vậy thật sự ra Đức Phật nói về cái sự khổ, cái khổ thánh đế đó, thì cái điều này đó chúng ta hiểu cái khổ này để chúng ta nhàn giải cái thân ngũ uẩn thôi, chứ không phải là nói như là những cái tôn giáo khác nói khổ phải về Tây Phương Cực Lạc, hay về cảnh giới thiên thần nào đó. Phật giáo không nói như vậy. Giáo thì Phật giáo nguyên thủy cho chúng ta biết rằng chúng ta có cái gì mà chúng ta có cái khổ, chúng ta có ngũ uẩn. Thì thường thường quý vị biết sắc uẩn nhé, thì nó cũng phải sanh diệt, có nghĩa là chúng ta phải nuôi cái sắc uẩn này bằng vật thực. Chúng sanh vẫn tồn tại do nghiệp tâm thời tiết vật thực. Như vậy thì chúng ta được tồn tại đó thì do nhiều cái sự duy trì đó, nhưng mà cái sự duy trì đó nó có nhân có quả, có nghĩa là nó có những cái quả khổ này thì nó có những cái nhân. Nếu mà chúng ta thấy được cái khổ này đó, thì chúng ta thấy được cái Đức Phật này dạy gì, cái trường cái nhân. Cái nhân của khổ thánh đế này là khổ tập thánh đế. Khổ tập thánh đế thì chúng ta hiểu đó là cái tham ái. Thì cái sự tham ái đó, từ trời người phạm thiên, chư thiên, súc sanh, địa ngục, ngã quỷ, cho đến những loài cò bay mái cửa, bất luận là loài nào đó, nó cũng đều có cái sự tham ái. Cái sự tham ái này mình có thể thấy như là mắt thấy, tai nghe, mũi ngửi, miệng nếm, thân duy trì nội giống. Thì chúng ta thấy rằng chúng ta thấy mắt thấy, tai nghe, mũi ngửi, miệng nếm, thân duy trì nội giống, thì tâm của chúng ta đó, thường người đời thì sống trong cái sắc thinh khí dị xúc như vậy, trong các pháp bị dục lạc trói buộc, chư thiên phạm thiên cũng bị những thiền sắc hay thiền vô sắc trói buộc, không hiểu được những cái đó nó chỉ là những cái sự luân hồi. Dù là chứng những cái tầng thiền, sanh về cảnh giới có tuổi thọ cao lâu dài, nhưng mà rồi cái tuổi thọ đó nó cũng bị mòn mỏi với cái sự sanh trụ dị diệt, dụ của sanh danh hay sắc.
Như vậy thì chúng ta biết rằng Đức Phật nói về cái khổ đó, thì chúng ta hiểu cái khổ là chúng ta cần phải biết cái khổ đó, và cái mà chúng ta cần phải diệt đó là cái tập đế, cái tập thánh đế của chị. Cái này chúng ta cần phải diệt. Bởi vì cái tập thánh đế đó, thì Đức Phật nói rằng cái tham ái, chúng ta tham trong mắt, tai, mũi, miệng, thân, tâm, tham trong sắc, thinh, khí, vị, xúc, hay là tham trong dục giới, sắc giới, vô sắc giới. Chúng ta có dục ái, hữu ái, phi hữu ái, hay là sắc ái, vô sắc ái, hữu ái. Thì những cái ái này đó được gọi cái sự hình thành. Bởi vì ái đó thì nó có thủ, thủ thì có hữu, là phải có cái gì để hiện hữu. Thì hữu ở đây là muốn nói đến cái sự sanh hữu. Và khi có sanh hữu đó thì chúng ta phải biết rằng có bao nhiêu cái sự khổ đối với chúng ta. Bao nhiêu sự khổ. Ví dụ chúng ta thấy những cái COVID đó, bây giờ thì Ấn Độ không có chỗ để mà thiêu, tận dụng những cái khu công viên, những cái chỗ mà tận dụng tất cả để làm những cái chỗ thiêu xác chết. Vì chúng ta biết rằng khi một con người chết đó, thì nó có bao hệ lực, và một lúc có nhiều người chết như vậy đó thì cái sự kinh xảy đến cho tất cả mọi người. Thì nhiều khi chúng ta đọc cuốn kinh chúng ta vẫn thấy, ví dụ như Wesley đó bị ma quỷ phi nhân đói khát rồi bệnh dịch, chúng ta vẫn nghe trong kinh cái thời đó vẫn có. Thì bây giờ nó vẫn có, cái dịch đó nó có, vì có những cái loại vi khuẩn nó tấn công, nó tấn công mà chúng ta hiểu đó, thì nó có cái sự sống, và cái sự sống nó là cái sự chết của người khác. Nên những cái loại vi khuẩn nó sanh sôi, nó tấn công vào phổi của người, và người chết thì nó tăng trưởng, những cái loại vi khuẩn nó tăng trưởng mạnh. Như vậy thì chúng ta hiểu rằng ở trong đời đó thì cái khổ thánh đế được Đức Phật giải thuyết đó, thì chúng ta suy nghĩ ở trong bài kinh Đại Khổ Quẩn đó, thì Đức Phật ngài cũng nói chúng ta có thân đó, thì chúng ta có bao nhiêu cái ngành nghề thì chúng ta phải chống chọi với mưa nắng, chống chọi với tha nhân, chống chọi với thời tiết, mũi mồng, người trắng, chống chọi với lũ lụt, bão tố, rồi chống chọi lại bệnh hoạn cơ thể của chúng ta. Chúng ta phải cố gắng vượt qua, nếu chúng ta không vượt qua được thì chúng ta sẽ chết. Nên chính vì chúng ta nghĩ về những cái nghề nghiệp, có nhiều người làm những cái nghề nghiệp đó, họ không có sống lâu cái gì. Chúng ta thấy những người họ đổ bình ắc quy đó, họ bị nhiễm chì, họ chết bệnh ung thư. Như vậy thì chúng ta thấy rằng rất là nhiều những cái người họ bệnh loại bệnh này hay bệnh kia, thì chúng ta cũng biết trong Phật giáo gọi là khổ thánh đế đó, là khổ sanh, khổ già, khổ bệnh, khổ chết. Nói thì nói chung như vậy, nhưng mà chúng ta có thể nói bệnh bao nhiêu cái thứ, bệnh ung thư, bệnh này, bệnh kia, bệnh kia, bệnh nọ. Như vậy thì nhưng mà Đức Phật đã nói rằng nếu mà không có thân này đó thì chúng ta không có khổ. Vì có thân chúng ta có cái khổ lớn lao nhất là chúng ta có cái thân. Và khi có thân chúng ta có bao nhiêu cái sự khổ. Và chính cái tham ái để hình thành cái thân này. Nên cái khổ của khổ tập thánh đế được Đức Phật gọi là tham ái để sanh các cái sanh hữu. Và khi mà tham ái đó thì chúng ta cũng biết cái tham ái này đó, thì khi mà con người sống thì họ không bao giờ biết đủ về cái lòng tham. Giàu có thì họ muốn cho mình giàu có nữa, họ chiếm đoạt được cái gì đó thì họ muốn chiếm đoạt nữa. Cái lòng tham nó cứ 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 diễn tiến mãi. Nên Đức Phật ngài có nói về cái khổ khổ thánh đế đó. Nên Đức Phật ngài thường thí dụ cỏ làm hại ruộng vườn, tham làm hại người đời. Bố thí người lìa tham cho vậy được phước lớn, cỏ làm hại ruộng vườn, sân làm hại người đời. Bố thí người lìa sân cho vậy được phước lớn, cỏ làm hại ruộng vườn, si làm hại người đời. Bố thí người lìa si cho vậy được phước lớn, cỏ làm hại ruộng vườn, dục làm hại người đời. Bố thí người ly dục do vậy được phước lớn. Như vậy thì nhìn chung vào đó, cái tập thánh đế mình nói chung là tham, nhưng mình nói chung của tham đó thì thường thực không sanh mình được, nó phải có si. Thành ra chúng ta học vi dục pháp đó, thì chúng ta thấy si vô tàm vô quý phóng dật đó, đó là bất thiện biến hành. Bất thiện biến hành có nghĩa là không bất thiện nào cũng có si vô tàm vô quý phóng dật. Mình có sân thì có si vô tàm vô quý phóng dật, nên mình sân hận, mình làm những cái hành động rồi sau đó mình hối hận,
nó chính là si vô tàm với quý. Như vậy thì chúng ta biết rằng tham cũng có si, mà sân cũng có si, mà si cũng có si. Bởi vì chúng ta có si hoài nghi, si phóng dật. Như vậy nhìn chung vào đó thì cái tập thánh đế chúng ta có thể hiểu nói chung là tham, nhưng mà tham sanh nó phải có si. Và khi mà tham không được mình để sanh, có nghĩa là muốn mà không giữ ý mình, mình nóng nảy bực bội khó chịu. Như vậy thì cái gốc rễ của tham là cái gốc rễ, nên thường mới nói ông Thập Nhiện Duyên nói là nếu mà hai gốc bậc tâm luân hồi ba cõi đứng nằm ở đâu, cái gốc quá khứ là vô minh, gốc hiện tại là ái. Nhưng mà nếu hai cái gốc này mà không có đó, thì mình không có sự luân hồi. Luân hồi đó ở đâu, nó không còn chỗ nào nằm hết. Nên hai gốc này đó, bậc tâm có nghĩa là gốc quá khứ là vô minh, gốc hiện tại là ái. Và vô minh và ái đó thì trong A Di Đàm thì nó là một cái cặp dính liền với nhau. Hãy có ái thì phải có vô minh, chứ không thể nào mà có ái mà không có vô minh hết. Nên khi mà nói có ái tất nhiên là đã dính liền với vô minh. Như vậy thì Đức Phật ngày có 8 tháng về ngày Sariputta là một sanh mẫu. Vì ngày Sariputta ngày thuyết giảng về cái thân ngũ uẩn này, và ngày thuyết giảng về những cái nỗi khổ của ngũ uẩn này, nên được Đức Phật ngày nói giống như một vị sanh mẫu. Bởi thường thường chúng ta biết cái đạo đầu tiên chúng ta gọi là kiến đạo, để diệt từ cái tà kiến. Cái tà kiến là thân kiến, hoài nghi và giới cấm thủ. Chính về cái sự thuyết giảng của ngài Sariputta đó, dù chúng ta biết rằng ngài Sariputta ngài vẫn đắc đạo quả A La Hán như ngài Moggallana, nhưng là vì ngài thường thuyết giảng, làm ngài thuyết giảng như vậy đó, có khả năng rất là nhiều người đắc chứng một lượt. Một lượt có nghĩa là nghe một thời pháp có thể là đắc chứng rất là nhiều những vị một lượt như vậy. Nhưng mà ngài Moggallana đó là ngài hướng dẫn để tu tập, và cái sự gần gũi hướng dẫn tu tập đó để đoạn đường những cái kiết sử tiếp tục, nên được Đức Phật ngày giới thiệu giống như một dưỡng mẫu. Ngài Sariputta giống như sanh mẫu là một đứa được một người mẹ sanh ra, và một người mẹ thứ hai là nuôi dưỡng cái đứa con đó trở thành kiện toàn, nói đến đạo quả A La Hán. Như vậy thì Đức Phật ngày nói và hai cái vị thánh đệ tử này đã được Đức Phật ngày đặc biệt là cánh tay mặt, cánh tay trái của bậc đạo sư. Và ngày Sariputta ngày trình bày về cái khổ nói chung lại đó, thì cái khổ thánh đế nói lại là tóm lại là ngũ thủ uẩn. Sắc thủ quẩn, thọ thủ quẩn, tưởng thủ quẩn, hành thủ quẩn, thức thủ quẩn. Nói chung là cái khổ, chung là cái khổ từ gốc ngũ quẩn. Cũng giống như lìa biển thì không bao giờ có sống. Sống nó có to bao nhiêu, sống nó có trở thành sóng thần, nhưng mà chính là nước biển. Nước biển nó tạo thành những cái sự thảm họa này. Nếu mà không có nước biển thì không có bao nhiêu cái tầng sóng thần. Thì cũng như vậy, nếu mà không có ngũ uẩn thì không có bao nhiêu cái sự khổ kia. Những cái khổ mình kể thì cái khổ đó đều từ trong cái gốc của ngũ uẩn. Ngũ uẩn giống như là cái biển nước, và những cái làn sóng từ trong biển nước thì cũng giống như những cái khổ mà chúng ta than vậy đó, nó cũng từ trong ngũ uẩn mà có, chứ không ngoài ngũ uẩn. Như vậy thì ngài Sariputta ngày trình bày trong cái bài học á, thì chúng ta thấy rằng sanh từng loại, ví dụ như những cái loại thai sanh, thấp sanh, loãng sanh hay quá sanh. Thường thường chúng ta thấy thai sanh là vai qua dạ con để sanh ra, chúng ta gọi chung là thai sanh. Thì trong đó có trâu, bò, người, ngựa, dê, cừu, lạc đà, rất là nhiều những loại mang thai là sanh ra con. Loãng sanh là tất cả những cái loại đẻ trứng. Quá sanh là người hay là ngạ quỷ hay là Atula hay là sanh vào địa ngục, chúng ta gọi là quá sanh. Rồi thấp sanh là những chỗ ẩm thấp, những chúng sanh sanh ở trong những chỗ ẩm thấp mà chúng ta gọi là thấp sanh. Sanh trong những cái xác chết, những xác thúi này kia nọ đó, thì được gọi là những loại thấp sanh. Như vậy thì nhìn vào đó, thì tất cả những cái cảm thọ
những cái đau khổ, những cái sầu bi mà ở trong đời này chúng ta gặp, như là những cái trận cuồng phong, sóng thần, hay là động đất, hay là hỏa hoạn, núi lửa, hay là những cái trận dịch khủng khiếp, những cái nguyên tử giết hại qua những cái giai đoạn thời kỳ chiến tranh. Thì tất cả những cái điều đó, đó được Đức Phật thì nó đặt chắc chắn cái sự khổ này, khi mà ai luân hồi sanh tử thì không có bị việc này cũng bị việc kia để mà chết. Vì cái sự nào mà nó phạm đến sanh mạng của chúng ta, cắt đứt mạng quyền chúng ta, đó đủ khả năng cắt đứt mạng quyền chúng ta để chúng ta chết vì cái cách đó, thì cũng gọi là tử, tử trong một kiếp kiếp sống của một cái chúng sanh. Như vậy thì cứ sanh tử đó là cái sự khổ, và cái sự khổ mà do cái ngũ uẩn, không có cái ngũ uẩn thì không có cái sự khổ tất cả. Chính cái sự khổ này đó mà mình than đói khát, bệnh hoạn, thiếu thốn, hay là mất toàn những cái nọ đó, đều là cái sự khổ của cái ngũ uẩn đó, mà chính là cái ngũ thủ uẩn. Vì chúng ta không chịu buông bỏ cái ngũ uẩn này, nên cái ngũ thủ uẩn là mình muốn ôm ấp, mà cái ôm ấp cái đau khổ. Nhưng mà ngày nào chúng ta biết Phật pháp đó, thì chúng ta biết cái khổ này, chúng ta hiểu được cái khổ này. Mỗi ngày chúng phải ăn uống tắm rửa, đại tiện tiểu tiện, rồi mỗi ngày phải chứng kiến chuyện này chuyện kia xảy ra đến bản thân chúng ta, đoạt mạng chúng ta. Thì cái sự này sự đương nhiên thôi. Một người nào sanh thì có tử, không có người nào sanh mà trong đời không có tử. Chúng ta tử bằng nghề nghiệp, hay tử bằng một cái chuyện gì đó, nhưng mà cũng gọi là chết thôi. Nên cái người mà suy nghĩ sâu sắc ấy, thì thấy dù là dịch chết, hay là núi lửa, hay sóng thần, hay là động đất, mà mình chết cũng chỉ là chết một kiếp sống thôi. Và cũng như tất cả những cái kiếp luân hồi, chết già, chết trẻ, chết lúc mới sanh, hay là chết lúc sống lâu qua thời gian, thì nó cũng chỉ là cái sự chết mà thôi. Như vậy thì khi chúng ta nói đó, sự khổ đau đó thì chính là cái sự tham ái. Chúng ta muốn sanh làm vua chúa, muốn sanh làm trâu bò, gà ngựa, trâu bò vịt, chó mèo gì đó, bởi chúng ta thấy một con vật nào chúng ta thương đó, thì chính thương đó là cái lòng tham, ưa thích cái lòng tham. Nên chúng ta nhìn thấy thì trong Phật giáo thường nói rằng bốn cái sự động tâm đó, hay là những vị thiên sứ nhắc nhở đó, là khi chúng ta gặp một đứa bé mới sanh thì chúng ta nghĩ rằng nó sẽ khổ giống như mình vậy. Nhưng mà thường thường chúng ta gặp đứa bé mới sanh thì chúng ta không bao giờ nghĩ như vậy. Chúng ta chỉ ôm hôn đứa bé đó vậy. Chúng ta không bao giờ nghĩ là đứa bé này nó cũng giống như mình lúc mới sanh ra, và bao nhiêu năm sống mình biết bao nhiêu cái sự khổ đau. Mình không bao giờ nghĩ như vậy. Nên đó, trong cái sự nhắc nhở của những cái hiện tướng đó, gọi là những cái sự động tâm đó, cũng có nói đến sanh, đến già, đến bệnh, đến chết. Đó là bốn cái việc mà khi mà chúng ta gặp phải, chúng ta nên xúc động. Và chúng ta có suy nghĩ như vậy, chúng ta mới hiểu được tứ thánh đế, cái khổ thánh đế, khổ thập thánh đế, do cái người này có tham ái nên có sanh hữu. Và chính cái sanh hữu này đó là mang lại bao nhiêu cái sự khổ đau, bao nhiêu cái sự xung đột, bao nhiêu cái sự đấu tranh, bao nhiêu lần sống chết. Thì như vậy. Như vậy thì nói chung đó là cái khổ của khổ uẩn, hay là khổ của cái nguyên nhân đó là tập đế, cái khổ của nguyên nhân đó là cái khổ hiện hữu này đó, là cái có một cái điều kiện đó mình gọi là tập đế, nó mang ra cái khổ đế hiện hữu này. Như vậy thì hai cái đế này đó, là chúng ta hiểu cái khổ đế chúng ta cần phải hiểu thôi. Cái tập đế chúng ta cần phải đoạn trừ, cái đạo đế đó chúng ta cần phải tu tập. Thì chúng ta muốn thoát khỏi khổ này đó, đối với Phật giáo đó, thì chúng ta phải làm những cái phương pháp, mà cái phương pháp gọi chung là bát chánh đạo. Trước nhất là chúng ta phải hiểu đúng, mình gọi là chánh kiến, mình hiểu cái thân này là ăn uống ngủ nghỉ như vậy. Hay là Đức Phật ngày thuyết về hai cái pháp lợi dưỡng và khổ hạnh, đó là hai cái con. Mình có cái thân này thì mình ăn uống không phải để tham ái, để cho mập mạp, mà không phải nhịn đói để rồi mình tiêu tụy, nó cũng là cái khổ nữa. Mình suy xét về cái thân này nó có đó, mình phải tắm rửa cho nó,
phải ăn uống, rồi phải giặt giũ, phải ngủ nghỉ. Nhưng mà hiểu cái nỗi khổ mà bây giờ mình làm sao cũng không làm được hết. Phải bắt buộc như vậy thôi. Có nghĩa là tới giờ ngủ phải ngủ thôi. Tới giờ đại tiện, tiểu tiện, tới giờ cắt nước phải uống nước, tới giờ đói phải ăn thôi. Chúng ta phải hiểu như vậy. Như vậy thì cái khổ thập tánh đế được nói đến, mình tái sanh cõi nào thì nó cũng là cái tham ái. Bởi vì khổ thập tánh đế chính là cái tham ái. Dù là mình sanh vào cõi dục như là cõi người và sáu cõi dục giới, sắc giới như là 16 cõi sắc giới, vô sắc giới như là 4 cõi vô sắc, thì dù là có sanh thì có, hễ có sanh thì có già được chết. Nhưng mà cái sự già sanh được phân biệt theo cái tuổi thọ của các cõi. Nhưng mà chúng ta hiểu cái kiếp luân hồi đã có sanh thì có già, có bệnh, có chết, nhưng mà lâu với mau mà thôi. Như vậy thì khổ khổ thánh đế, khổ ập thánh đế được Đức Phật ngài nói như vậy. Như vậy thì cái tham ái, nên khi mà chúng ta học trong chánh pháp đó, thì tất cả các pháp của Đức Phật đó, lấy ly tham tối thắng. Mình hành trì như thế nào đó, nhưng mà mình nói lời dạy của Đức Phật. Nhưng mà Đức Phật thì tuyên bố trong tất cả pháp của Đức Phật đó, ly tham là tối thắng. Như vậy là dù là cái hành trì cái pháp nào, nhưng mà người đó không có ly tham thì không đúng. Dù người đã đang tu thiền chỉ thiền quán, nhưng mà với cái mục đích là ly tham thì đúng. Nhưng mà nếu mình tu để mình ưa thích đó, thì coi chừng mình đã sai cái mục đích chánh pháp của Đức Phật, lấy ly tham và tối thắng là như vậy. Như vậy thì cái thánh đế mà Đức Phật ngài nói rằng cái đạo thánh đế đó là cái thánh đạo ám ngành. Tất nhiên là phải có chánh kiến. Chánh kiến thì trong bộ bài kinh 40 đại pháp có nói đến chánh kiến được đến sanh y, chánh kiến được đến đạo kiên. Cũng như vậy bây giờ mình tu đó, mình coi mình tu mình có đủ khả năng để giác ngộ không. Nhưng mà nếu mình chưa đủ khả năng giác ngộ đó, thì mình phải nên hiểu rằng mình làm những cái thiện nghiệp công đức, đó là những cái chỗ nương tựa cho mình. Và những cái thiện nghiệp công đức đó, đó dù mình có tu giải thoát đi, nhưng mà mình vẫn hiểu rằng cái thiện nghiệp công đức đó là những cái sự tu tập. Bởi vì chúng ta tu tập từ đạo thấp đến đạo cao đó, thì những cái việc thiện đó, nó vẫn là những cái việc cần phải có. Nên trong cái phúc hạnh nó có ba cái nhân tốt: vô tham, vô sân và trí tuệ. Nên phúc hạnh có ba nhân thiện. Nên khi mà nói đến phúc hạnh thì chúng ta bố thí, trì giới, hay là xuất gia, hay là trí tuệ, hay là tham nhẫn, hay là chân thật, hay là chí nguyện, hay là từ tâm, hay là hành xả. Thì những cái ba la mật đó, đó chúng ta được gọi là những cái thiện nghiệp. Ba la mật đó là những cái thiện nghiệp. Một người muốn thành tựu a la hán thì phải thành tựu ba la mật. Và ba la mật đó là những cái thiện tâm. Ví dụ mình bố thí, mình có cái bậc thí đó thì mình xả ly để mình bố thí để ly tham, rồi mình giữ giới để trưởng cái tâm từ bi hỷ xả đối với chúng sanh, rồi mình hiểu biết được cho đúng đắn đó, có chánh kiến để đoạn trừ cái ngũ uẩn này, các pháp của Đức Phật lấy ly tham mà tội thắng. Như vậy thì cái chánh kiến được Đức Phật đã nói, chánh kiến đến sanh y là còn cái sự luân hồi, chánh kiến được đến đạo chi tự đắc được tu được quần đạo còn luân hồi 7 lần, tư đà hàm đạo còn luân hồi 1 lần, a na hàm đạo không luân hồi, sanh về năm định cư thiên, a la hán đạo quả thì niết bàn. Như vậy thì bát chánh đạo Đức Phật nói chánh kiến và chánh tư duy đó thuộc về tuệ phần. Chánh tư duy là mình từ bỏ dục tư duy, hận tư duy và hại tư duy, mình tu tập ly dục vô hận bất hại. Thì trong tâm thiện đó, nó có ba nhân vô tham vô sân và trí tuệ đó. Thì thành ra mình khi mình nói đến chánh tư duy đó là mình làm những cái thiện nghiệp, suy nghĩ về những cái thiện nghiệp, đó là mình có chánh tư duy. Còn nói đến cái phần giới phần đó thì chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng. Chánh ngữ chúng ta hiểu rằng những cái lời nói nào mà nó không phải là tạp quý ngữ. Chúng ta dùng thời gian nói chuyện phím rất là nhiều, nên cái tạp quý ngữ đó thì chúng ta nên hiểu rằng chúng ta muốn đoạn trừ luân hồi đó, chúng ta cần phải nên có cái chánh niệm mà chúng ta nói cái gì, và chúng ta bớt cái tạp quế ngữ, ly giác ngữ, thô vị ngữ hoặc là ác ngữ, thì chúng ta phải từ bỏ những cái tà ngữ này. Thì như vậy đó, nên chúng ta không làm tổn thương tha nhân, tổn thương những người xung quanh. Khi nào có chánh ngữ là nói những cái gì liên hệ đến giới định tuệ, nói những cái gì liên hệ đến 37 phẩm bồ đề trợ đạo, nói đến ly tham, nói đến thiểu dục tri túc,
nói đến độc cư, tinh tấn, nỗ lực, nói đến những cái sự xả ly, đó là những cái lời nói nên có. Rồi chánh nghiệp là thân nghiệp, khẩu nghiệp và ý nghiệp đó, từ bỏ những cái thân nghiệp không có chân chánh như là thân sắc sanh, trộm cắp, tà dâm, hành những cái thân nghiệp thanh tịnh, đó là giữ giới, tu tập mà theo giới định tuệ. Còn chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm và chánh định đó, nó thuộc về định Phật. Như vậy thì khi một người mà có chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng là nuôi mạng chân chánh đó, không làm những cái nghề tà mạng. Còn người cư sĩ không làm những nghề buôn bán rượu, buôn bán người, buôn bán vũ khí, bán chất độc, làm đồ tể, thì mình gọi là cái người có chánh mạng, người cư sĩ có chánh mạng. Còn vị tỳ khưu thì làm không làm những cái việc cái tà mạng thì mình gọi là chánh mạng. Chánh tinh tấn thì hồi nãy quý vị nghe đó, mình có thận cần, trừ cần, tu cần, đạo cần. Mình có trừ cần là mình không có suy nghĩ những cái việc mà tổn hại đến ai, không có siêng năng trong cái việc làm tổn hại ai. Bởi vì tà tinh tấn là một cái người làm những việc mà tổn hại người khác. Nhưng mà chúng ta có chánh tinh tấn thì chúng ta có thận cần, trừ cần, tu cần, bảo cần. Trừ cần là chúng ta trừ những cái pháp ác, trừ những người xấu, chúng ta không được gần gũi họ. Bảo cần là chúng ta gìn giữ những cái thiền pháp mà chúng ta đã hành trì, đã làm được. Chúng ta bố thí, trì giới, chúng ta làm được những thiền sự công đức đó. Chúng ta hành thiền được và chúng ta cố gắng bảo vệ, đó là bảo cần. Tu cần là chúng ta hãy nỗ lực cố gắng vì chúng ta chưa đạt đạo quả A-la-hán, nên chúng ta cần phải tu tập miên mật để đắc chứng những cái tầng thánh đạo thánh quả, để có thể chấm dứt được luân hồi sanh tử. Như vậy thì chánh tinh tấn cũng được nói đến bốn cái phần: thận cần, trừ cần, tu cần, bảo cần. Còn chánh niệm đó, thì đây là cái pháp mà Đức Phật nói rằng tất cả các pháp đều có chánh niệm, lấy chánh niệm làm cái điểm tựa. Như vậy niệm thấy, nghe, ngửi, nếm, đụng đó, hay là niệm thân, niệm thọ, niệm tâm, niệm pháp, thì chúng ta phải có chánh niệm. Thân chúng ta như thế nào chúng ta ghi nhận như vậy, đó là niệm thân. Thân chúng ta có đi đứng nằm ngồi, có đại tiện tiểu tiện, hay là có ăn uống, trong thân chúng ta có 32 thể trược, tóc lông móng răng da đó, thì chúng ta cũng ghi nhận nó, chúng ta gọi là niệm thân. Hay là chúng ta niệm đến sự chết của thân này, hài cốt tử thi gì đó sình lên sọt xuống, thì chúng ta cũng nghĩ là cái thân này có, và những cái hiện tượng này nó sẽ xảy ra khi mà cái hơi thở chấm dứt, thì cái thân này từng tự nó sẽ cuối cùng nó trở thành xương trắng. Như vậy thì mình suy tưởng xuyên suốt ba cái thân này với cái hình thức nhiều mặt, nhiều cách như vậy đó, thì gọi chung là niệm thân. Niệm thọ là chúng ta cảm mà giác những cái nhãn thọ, nhĩ thọ, hay là lạc thọ, khổ thọ, ưu thọ, xả thọ, những cái thọ nào đó thì chúng ta nên hiểu chia làm hai. Những thọ nào thiện đó chúng ta nên tu tập, những cái thọ nào mà liên hệ đến bất thiện chúng ta hãy từ bỏ nó. Như vậy là chúng ta niệm thọ đúng đắn. Và niệm tâm á, thì chúng ta biết rằng tâm có những cái tâm thiền, tâm bất thiền, có những cái tâm thiền, có những cái tâm vô lượng, có những cái tâm hạn lượng. Là muốn nói đến những cái tâm có thiền, tâm tứ, hỷ lạc định đó, thì chúng ta hiểu rằng đó là những cái tầng thiền. Còn niệm pháp á, thì chúng ta biết rằng niệm năm thủ uẩn, hay là năm giác, bảy giác chi, hay là niệm bát thánh đạo, thì mình niệm căn cảnh thức. Nói chung là người niệm pháp là niệm tổng thể 12 xứ, 18 giới, năm thủ uẩn, bảy giác chi, tám thánh đạo, thì mình ghi nhận cái gì đó thì cũng được gọi là niệm pháp. Như vậy thì chúng ta thấy rằng một cái người biết được cái đạo cái khổ diệt đạo thánh đế đó, đó là con đường bát chánh đạo cần phải tu tập. Khi mình tu tập như vậy có cái chánh trí, chánh giải thoát đó, thì gọi là 10 cái pháp thánh của vị A-la-hán. Từ chánh kiến cho đến chánh trí, chánh giải thoát, thì gọi là 10 cái pháp của bậc A-la-hán. Vì kiện toàn từ chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tấn, chánh niệm, chánh định, chánh trí và chánh giải thoát, thì chúng ta giải thoát ra khỏi luân hồi. Như vậy là 10 cái thánh này được gọi là thánh của vị A-la-hán, 10 cái thánh đế của vị A-la-hán, thánh đạo, 10 cái chi đạo.
Như vậy thì được Đức Phật ngài nói về ngài Sariputta ngài nói về bát chánh đạo, đó là đạo đế để diệt trừ cái tập đế là cái lòng tham của chúng ta. Bởi cái lòng tham chúng ta đó diệt trừ nó rất là khó, và chúng ta phải hành đến 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 8 cái thánh đạo hay là 10 cái thánh đạo để trở thành vị A La Hán. Như vậy thì mình phải tu tập đó, thì chúng ta biết rằng từ chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định, thì chính Đức Phật ngày ở dưới cội Bồ Đề ngày nói rằng nếu mà không đắc đạo quả, dù da xương đó có tan đi, ngài cũng không có từ bỏ pháp tinh tấn, ngài hành trì cho đến khi ngài trở thành vị Phật tổ. Như vậy thì cái sự tinh tấn đó cần phải có như vậy. Như vậy thì bát chánh đạo được gọi là đạo đế để diệt trừ tập đế là lòng tham. Mà khi mà trừ được tập đế lòng tham đó, thì cái sự chứng ngộ được diệt đế là niết bàn, mình không còn cái sự luân hồi nữa, thì mình không gặp những cái sự khổ đau, không bị nung nấu bởi lòng tham phiền não. Như vậy thì cái khổ diệt thánh đế đó, cái khổ cái diệt thánh đế đó, là chúng ta hiểu rằng cái sự mà đoạn trừ phiền não thì chúng ta gọi là phiền não niết bàn. Sau khi cái ngũ uẩn không còn nữa, chúng ta gọi là ngũ uẩn niết bàn. Như vậy toàn diện cái khổ đau đó được Đức Phật ngài nói đó là cái sự thật. Và cái con đường bát chánh đạo hay là con đường bốn bốn đế, khổ đế, rồi khổ tập thánh đế, khổ diệt thánh đế, và con đường đi đến khổ diệt thánh đế, đó là nói đến niết bàn. Niết bàn là khổ diệt, khổ diệt có nghĩa là không còn cái sự khổ của cái ngũ uẩn này, không có ăn uống đói khát, không phải phải chịu đựng bao nhiêu cái bệnh tật, không chịu đựng bao nhiêu khắc nghiệt của thời tiết nóng lạnh, mưa bão, tố động đất hay là núi lửa. Thì chúng ta hiểu rằng khi mà chúng ta có cái thân này đó, thì có bao nhiêu cái sự gia chạm vào thân, nhưng mà không có cái sắc quẩn đó thì mình không có đói khát bệnh hoạn, đói đau, hoặc là không có già bệnh chết, vì có cái thân này có sanh có già bệnh chết. Như vậy thì cái con đường mà Đức Phật ngài thuyết về tứ đế này đó, khi mà một vị Phật tổ, một vị chánh đẳng chánh giác mà cái thành tựu đó, thì ngài sẽ thuyết giảng về bốn cái thánh đế này, bốn cái sự thật này. Và thực khi nào đó chúng ta trở thành Phật tử Phật giáo Nam truyền thì chúng ta mới thấy được chúng ta mới thấy, mới nghe được về tứ thánh đế này. Chứ còn nếu mình theo Phật giáo nhưng mà theo những cái tôn giáo khác thì chúng ta cũng không có hiểu rõ ràng về cái sự thật, cái sự thật mà được Đức Phật ngài nói trong những cái bài kinh. Ví dụ đó thì ngài nói rằng tất cả dấu chân đó, thì dấu chân tượng nó là lớn nhất, tất cả các pháp đó thì đều nằm ở trong tứ đế đó. Tứ đế giống như là cái dấu chân của con voi chúa vậy đó. Thì tất cả những chân nào đó cũng nhỏ, thì cũng như vậy khi mà chúng ta nghe tất cả các pháp khác, nhưng mà tất cả các pháp khác cũng không nằm không nằm ở trong ngoài cái tứ đế được. Tứ đế là bao trùm tất cả, giống như chân voi vậy, dấu chân nào để vô chân voi á thì nó cũng nằm trong dấu chân voi mà thôi. Thì bốn thánh đế này, bốn sự thật này được Đức Phật ngài tuyên thuyết như vậy. Nếu mà chúng ta đọc Tam Tạng kinh điển hay là chúng ta đọc tất cả những kinh bộ, trường bộ hay trung bộ đó, thì chúng ta thấy rằng cái thánh đạo này, tứ thánh đế này được Đức Phật ngài tuyên thuyết, và ngài tuyên bố rằng không có phàm thiên ma vương hay không có một sa môn là môn nào đảo ngược lại được cái sự thật đó. Cái nghĩa là có thân thì có già chết, dù là tôn giáo nào nói chết đi sống lại, nhưng mà thật sự những người đó cũng đã chết rồi chứ không còn, không có ai sống hoài. Dù là ngài nói rằng một vị Phật chánh đẳng chánh giác cũng phải sanh tử thôi, đó là cái sự tự, đó là cái sự thật, không có người nào thoát khỏi hết. Như vậy khi mà chúng ta hiểu được như vậy đó, thì chúng ta mới thấy rằng Đức Phật ngài từ bỏ cái ngũ uẩn này, ngài thật sự là từ bỏ tất cả những cái nỗi khổ. Còn mình có cái thân ngũ uẩn này thì mình có bao nhiêu cái sự khổ, rồi mình than thở, nhưng mình rất là khó để mà nghiền ngẫm cho thấu đạo được sự thật này.
Nếu mình chấp nhận sự thật này đó, mình có cái tuệ giác, và cái tuệ giác này sẽ đến cái tuệ đạo đệ quả rất. Nếu mình từ bỏ cái sự thật này đó, thì mình sẽ không có cái tuệ giác để mình đạt được cái tuệ dứt cái sự khổ luân hồi. Thì kính bạch quý ngài, kính thưa quý vị, bài học hôm nay đó, thì con nghĩ rằng rất là cần cái sự đóng góp của quý ngài, nên con xin trình bày với bấy nhiêu là trình bày về cái bài học hôm nay. Phước nào phát sanh từ pháp thoại này, kính dâng lên quý ngài, chia đến quý vị, xin hồi hướng đến chư thiên và hướng đến các bậc phụ ân. Bây giờ thì con xin thỉnh thầy tượng tọa giác đẳng điều hộ phần thảo luận. Con kính đảnh lễ quý ngài, con xin gửi nếp cho tượng tọa. Sau thông tin trình từ Đạo Phật, các tượng tọa từ siêu tượng tọa có mặt ở trước máy và thượng tọa có nghe được không? Nếu là thượng tọa tự siêu đang có mặt ở trước máy, xin thượng thượng tọa đi trả lời cho cô thân lượng đầu tiên. Một lần nữa xin được hỏi thượng tọa tự siêu, thượng tọa có mặt ở trước máy không? Thượng tọa dạ thượng tọa tự siêu luôn. Ở trong một số các bài kinh sau cùng của Trung Bộ Kinh đó, thì chúng ta thấy có những bài kinh đặc biệt phân tích về quẩn, phân tích về xứ, phân tích về giới, phân tích về đế. Khi mà chúng ta còn nhỏ mà ở gần sư trưởng hay là ngài tân sư đó, thì các ngài hay nói đi nói lại cái chuyện mà quẩn, xứ, giới, đế. Thì tôi thưa sư, thì tôi có thể chia sẻ cái cảm nhận đó là trên phương diện Phật học đó, mà chúng ta đặc biệt quan tâm đến năm quẩn, 12 xứ, 18 giới và tứ đế đó, thì nếu mà chúng ta cân phân ra, chúng ta đem cả bốn cái đề tài đó ra, thì tại sao mà bốn cái đó thường được nhắc đến và chúng ta nói tới năm quẩn, 12 xứ, 18 giới có liên quan đến tứ đế không? Và khi mà chúng ta nói tứ đế có cái liên hệ gì đấy năm quẩn, 12 xứ, 18 giới hay không? Xin kính thỉnh thượng tọa thượng sư Hoa Kỳ cho biết cái cảm nhận của thượng tọa về điểm này. Kính cung thỉnh thượng tọa. Nam mô Phật Thầy. Kính lễ Đức Phật, kính lễ Giáo Pháp, kính lễ Tông Chúng, kính lễ Chư Tôn Đức, kính thưa quý vị. Chúng ta cần phải hiểu rằng khi mà đề cập đến quận xứ giới đế, đó là cái pháp quốc độ của thí dụ như khi mà chúng ta nói đến quận xứ giới, thì cái đó là phân tích cái thân này là gần năm quẩn, 12 xứ, 18 giới. Rồi cuối cùng để cho thấy rằng quẩn xứ giới đó không phải chỉ là học để biết thôi, mà khi nói đến tứ đế thì chúng ta đưa ra cái bản kết luận
riêng về quẩn. Thì có chọn tứ đế, bởi vì diệu đế là tiếng bàn thuộc ngoại quẩn, nhưng mà nói đến xứ giới thì pháp xứ pháp giới thì trong đó có niết bàn. Vì vậy cho nên khi mà chúng ta học Phật pháp mà chúng ta muốn nắm rõ được cái cốt lõi của tứ đế là chúng ta phải hiểu qua quẩn xứ giới. Bởi vì khi mà chúng ta biết được quẩn ở đây nó gồm có bốn dinh quẩn là thọ tưởng hành thức, rồi sắc quẩn, thì như vậy ở đó nói về quẩn hiệp thế thì cái này là khổ đế, mà hành quẩn tham thì thuộc tập đế, mà hành quẩn tương ưng với tâm đạo thì đó là đạo đế. Mình niết bàn là ngoại quẩn, luôn cả tâm siêu thế, thức quẩn siêu thế cũng là ngoại quẩn. Đối với điều này thì chắc có lẽ là nó quá cốt lõi, cho nên các Phật tử chúng ta khó hiểu được. Còn khi mà nói đến xứ thì chúng ta biết nhãn xứ, nhĩ xứ, tỷ xứ, thiệt xứ, thân xứ, ý xứ. Thì cái này là phân tích chia sẻ của từ năm quẩn mà ra. Còn nói đến mười tám giới thì cũng chia sẻ từ năm quẩn mà ra, nhưng mà nói ở khía cạnh khác. Thí dụ như khi mà nói đến năm quẩn, chúng sinh có cái sự chấp về ngũ quẩn là bản ngã. Bản ngã là ngũ quẩn. Thì lúc đó Đức Phật bắt đầu chia sẻ cái đợt một là Ngài cho thấy rằng là cái gọi là danh quẩn đó nó không phải chỉ đơn thuần mà danh quẩn đó nó có ý xứ, có một phần pháp xứ. Một phần pháp xứ đó tức là chỉ cho thọ quẩn, tưởng quẩn và hành quẩn. Còn khi mà nói đến sắc quẩn mà thuộc về sắc tế thì nó thuộc về pháp, pháp xứ, niết bàn cũng là pháp xứ. Khi mà đề cập đến 18 giới là tại vì nếu mà chỉ nói gom lại ý xứ chỉ có một, thử đây
lấy ý chí để mà phân tích ra thành bảy giới là nhãn thức giới, nhị thức giới, thị thức giới, thiệt giới, thân thức giới, ý giới, nghĩ thức giới, chia thành bảy nữa thành ra mới ra 18. Thì trong trường hợp này là chúng ta phải hiểu rằng sở dĩ mà phân tích như vậy đó, nó không có nằm ngoài tứ đế đâu, nó không nằm ngoài tứ đế. Cho nên ở đây chúng ta cần phải biết rằng cái sự liên quan giữa quận xứ giới đối với đế, thì tứ đế ở đây như là một cái sự kết luận thống kê lại quận xứ giới nhằm để thấy rõ bốn sự thật nó không nằm ngoài ra cái pháp chân đế. Người mà học thắng pháp đó, khi mà chia sẻ từng bài rành rẽ bài nói về quẩn phân tích, bài nói về xứ phân tích, bài nói về giới phân tích, thì đến khi mà chúng ta học tứ đế chúng ta không có gì khó khăn để chúng ta hiểu về bốn cái sự thật này. Nói một cách khác là khi nói đến quẩn xứ giới là phân tích thân này, thì ở trong đó có những pháp cần phải biến tri, có những quẩn xứ giới cần phải biến tri, thì đây gọi là khổ đế. Khi mà phân tích quẩn xứ giới thì ở đây chú ý chỗ hành quẩn pháp xứ và pháp giới, thì có nó thuộc tham, nó thuộc về pháp cần phải đoạn trừ là tập đế. Rồi khi mà phân tích về quẩn xứ giới thì cái gì thuộc về ngoại quẩn, cái đó còn phải chứng đắc, tức là tâm đạo, tâm quả và niết bàn, cái đó là ngoại quẩn cần phải chứng đắc. Rồi nói về pháp xứ thì cũng có pháp xứ thuộc tánh tham đó, thì đó là cái pháp cần phải đoạn trừ. Nhưng mà pháp xứ thuộc về niết bàn thì đó là pháp cần phải đắc chứng. Một pháp xứ thuộc về tám chi đạo, tức là sở hữu trí tuệ, chánh kiến, sở hữu tầm, chánh tư duy, sở hữu chánh ngưỡng, chánh niệm, chánh mạng. Chánh ngưỡng, chánh niệm, chánh mạng trong bát chánh đạo. Rồi sở hữu cần thuộc chánh tinh tấn, sở hữu niệm thuộc về chánh niệm, và sở hữu nhất hành thuộc về chánh định. Tám cái tâm sở chi đạo này khi mà nó phối hợp với tâm đạo thì nó được gọi là đạo đế, là pháp cần phải tu tập. Còn pháp xứ pháp giới mà thuộc về niết bàn
thì đó là pháp cần phải đắc chứng. Khi mà chúng ta hiểu được như vậy đó, thì chúng ta phân tích ngược xuôi, chiều ngang chiều dọc, thì chúng ta đi nằm ở trong cái nhóm chi pháp thuộc về chân đế Parabhata, thì lúc đó chúng ta không có thể bị nhầm lẫn được. Còn nếu mà chúng ta giải về tứ đế mà chúng ta giải theo cái cách thông thường nói cho hiểu đó, thì trong trường hợp này có đôi khi chúng ta lại vẽ vời thêm ra có những cái pháp tục tế, những cái pháp chế định. Trong trường hợp này thì chúng ta lại bỏ đi cái khúc lỗi và chúng ta chỉ nắm cái bóng, bỏ hình, chúng ta bắt bóng, thì trong trường hợp này có thể làm cho chúng ta bị sai lệch. Cho nên ở đây khi mà đề cập đến quẩn xứ giới, nó có liên hệ với nhau rất là nhiều. Bởi vậy cho nên ở trong thư mục kinh này mới có những cái bài kinh mà phân tích về quẩn, phân tích về xứ, phân tích về giới và phân tích về đế. Chúng ta xin được trả lời cái câu hỏi thảo luận số 1 mà thượng đế Gia Lạc vừa nêu với thầy Bùn Thầy. Kính thưa thầy tổ sư, bạch thầy tổ sư, ở trong khổ đế đó, Đức Phật ngài có dạy rằng sanh là khổ, già là khổ, bệnh là khổ, chết là khổ, sầu bi khổ ưu động là khổ, thương phải xa là khổ, ghét phải gần và khổ, muốn không được khổ. Nhưng mà rồi ngài lại có thêm câu là tóm lại năm thủ quẩn là khổ. Thì tại sao ngài có cái chữ tóm lại cái mệnh đề tại tóm lại năm, hay là nói một cách ngắn, nói một cách cô đọng á, là năm thủ quẩn là khổ, và cái năm thủ quẩn nó có khác và nó giống gì với chúng ta nói năm quẩn không? Và tại sao mình không nói, tại sao không phải là năm quẩn mà ngài nói là năm thủ quẩn? Xin kính thỉnh thượng tọa Khoa Kỳ trở lại kính thỉnh thượng tọa. Trước hết chúng ta nên lưu ý ở trong cái gọi là khổ đế, luật tạng thì nói sanh là khổ, già là khổ, bệnh là khổ, chết là khổ. Nhưng mà ở trong kinh tạng thì khi trong văn bản Pali thì nói đến sanh là khổ, già là khổ, chết là khổ, nhưng mà không có nhắc đến bệnh là khổ. Tại sao không có đề cập đến bệnh? Thì ở đây thưa quý vị, ở trong cái mệnh đề mà gọi là sầu bi khổ
ưu ái là khổ. Thì ngài Sariputta ngài có giải thích định nghĩa về cái chữ chữ khổ bất thanh ở trong trong những cái trong cái mệnh đề mà sầu vi khổ thì ở trong đó nó không có bao gồm luôn cả mệnh đề. Này chư hiền, thế nào là khổ? Ở đây này chư hiền, sự đau khổ về thân, sự không sảng khoái về thân, asapa. Sự đau khổ do thân cảm thọ thì đó là nói đến sự bệnh đó cho quý vị, cái sự bệnh hay là bất cứ trường hợp nào thân bị té ngã hay bị đánh đập làm cho thân khổ thì nó bao gồm luôn cả bệnh gọi là gia thịt. Còn khi mà đề cập đến khổ, Đức Phật định nghĩa sanh là khổ, già là khổ, chết là khổ, sầu bi khổ, vai là khổ, thương phải xa là khổ, ghét phải cần là khổ, muốn cái gì mà không được, như ý muốn không đạt được như ý muốn là khổ. Thì trong bảy cái khổ đó ngài nói xong rồi thì ta nói là sankhitena vipadana kantha. Nói tóm lại ngũ thủ quẩn là khổ. Vì ở đây đó, cái sự sanh là nó xuất phát là sự hiện khởi của năm thủ quẩn, và là sự cũ kỹ của năm thủ quẩn, chết là sự biến mất của năm thủ quẩn ở trong trong cổ đời này, rồi được tái sinh là cảnh giới khác. Vì trong đời sống này do chấp thủ năm thủ quẩn nên khi mà mình thương, đúng ra cái trường hợp này đó không phải thương là khổ mà gọi là bị dễ quyết và vô vô. Tức là phải lìa xa người thân, người thương hay là cái vật mà mình yêu thích. Vật mình yêu thích hay là người thân, người thương mà mình phải xa thì như vậy là khổ. Cho nên dịch tóm tắt gì là thương phải xa, còn ghét phải gần. Áp dì viết bài dụng để xong bài dụng, tức là phải kết hợp với những cái mà mình không có thích. Ví dụ như những cái món ăn mà mình không thích
mà đói quá phải ăn, cái đó cũng gọi là apijehi sampayogo. Cái y phục nó thô xấu mình không có thích, nó không có hợp, nó không có hợp ý với mình, nhưng mà bây giờ phải mặc. Chúng tôi nhớ có cái trường hợp, thí dụ như khi mà mình đi đâu đó mà lỡ bị mắc mưa hoặc là bị dơ bẩn y phục, thì bây giờ ghé vào nhà của một người thân, người quen, hay là ghé vào cái chùa, người ta cho mình mượn tạm cái bộ y để mà mặc, hay là mượn tạm cái cho mặc đỡ cái bộ y phục của chính họ. Thì thật ra thì cái những cái y phục đó mình không có thích, bởi vì nó cái mùi hôi, cái mùi hôi, cái mùi nó khác lạ, khi mình mặc vào thì cái cảm giác nó khổ lắm thưa quý vị. Rồi cái chỗ ở mình không có thích nhưng mà một lòng phải ở thì cũng là khổ, nó nằm ở trong ý nghĩa đó. Thí dụ như ở trong cái nhà tù là cái nơi trú ngụ mà không có ưa ấp gì mà phải đi vào trong đó xong bao nhiêu vô, thì cái đó cũng là khổ. Rồi cuối cùng, những người mà mình không có thích, không có hợp, không có ưa, gọi là ghét, gọi là apijehi, mà phải kết hợp là khổ. Thí dụ như người nam khi mà phải lấy người vợ mà người nữ đó anh ta không thích, nhưng vì cha mẹ bảo phải lấy, thì khi mà chung sống với nhau, người nam đó đối với người nữ đó không có ưa thích mà phải sống chung, hay là người nữ đó đối với người nam này không có yêu thương mà phải sống chung, thì đó là khổ. Cho nên cái này chúng ta phải hiểu rõ ra, thì tất cả những cái thứ đó nó đều xuất phát từ cái sự hiện hữu của thân ngũ thủ quẩn. Điều này được giải thích ở trong Thanh Tịnh Đạo. Tại sao sanh là khổ, già là khổ, bệnh là khổ, chết là khổ, thương phải xa là khổ, ghét phải gần là khổ, muốn mà không được toại nguyện là khổ, thì ở trong Thanh Tịnh Đạo có đề cập giải thích rất rõ. Chúng tôi chỉ nói sơ qua như vậy thôi. Rồi bây giờ chúng ta nên hiểu rằng vì sự sanh già chết, sầu biến khổ quay, tình trạng mà thương phải xa, ghét phải gần, muốn mà không được, tất cả những điều đó nó bắt nguồn từ ở chỗ vì có cái thân ngũ thủ quẩn này. Và tại sao là ngũ thủ quẩn mà không là ngũ quẩn? Bởi vì thưa quý vị, nếu như mà đề cập đến ngũ quẩn thì bao gồm luôn cả cái tâm siêu thế đạo quả, rồi bốn danh quẩn siêu thế, bốn danh quẩn siêu thế đó không phải là cái pháp bị chấp thủ, không phải là đánh thủ. Rồi như đối với thân này, nếu khi mà một vị chứng được đạo quả A-la-hán rồi
thì các đại không có sự chấp thủ của thân ngũ uẩn này, cho nên dòng cho nó có bị vô thường thì cái sự khổ không phát sinh đến cho vị A-la-hán, cái khổ tâm không có phát sinh, không vì cái nguyên nhân năm uẩn được vô thường mà khiến cho tâm của vị A-la-hán nhà bị sầu muộn, bị đau khổ. Do đó cái sự đau khổ này nó chỉ chi phối, là nó chi phối ở chỗ năm khổ uẩn mà thôi. Ở đây chúng ta cũng cần phải hiểu cái điểm này nữa, là mặc dù các pháp hữu vi là vô thường, cái gì vô thường thời cái đó là khổ. Các pháp hữu vi đó, trong đó có bốn đạo bốn quả, có tứ danh uẩn siêu thế, nhưng mà bốn danh uẩn siêu thế đó nó chỉ vô thường khổ, khổ vì cứ mỗi một sát na tâm đạo hay một sát na tâm quả thì sanh lên rồi quả diệt, sanh ra rồi diệt, cho nên vô thường. Cái gì vô thường tức là nó không giữ được cái nguyên trạng, chúng ta gọi là đúc đúc thuốc các bà tiền tí đúc khăn, chúng ta phải hiểu cái chỗ đó, tức là không chịu đựng nổi với cái sự bào mòn của thời gian. Chứ cái chữ đúc, chữ đúng đó, nó không phải là đúng khác, đúng khác là khổ khổ. Cho nên chúng ta phải phân biệt giữa cái khổ đế và khổ vô thường, nó khác nhau. Cái khổ đế ở đây là do năm uẩn bị chấp thủ mới phát sinh lên khổ, khổ đế. Thì hễ có năm uẩn bị chấp thủ, đối với sắc uẩn này, thọ uẩn, tưởng uẩn, hình uẩn, thức uẩn này, nó có thể là do cái nhân hiện tại, do nhân sanh samuthana, do nhân sanh hiện tại cũng có, nhưng mà do nghiệp thủ ở quá khứ tạo nên cũng có. Nhưng mà nói tóm lại tức là hễ năm uẩn này càng chấp thủ bao nhiêu thì khi mà nó biểu hiện, khi mà nó hiện tướng ra là sanh, là già, là chết, là sầu, bi, khổ, ưu ai, thương và xa, ghét ở gần, vân vân, thì cái đó là phát sinh lên cái sự khổ. Và cái sự khổ này là sự khổ không có tự chủ được. Sự khổ này là sự khổ do phiền não, khổ thuộc về khổ ưu á, thuộc khổ ưu. Cho nên ở đây khi mình đến phần thuyết pháp, ngài thuyết cẩn thận chứ không phải là không cẩn thận. Bởi vì không phải bất cứ trường hợp nào cái sự vô thường nó cũng đưa đến cái sự khổ, nước mắt đầy mặt, uất ức, sầu than. Chỉ có hạng phàm phu còn có sự chấp thủ mới là khổ, khổ nhiều cái đó. Còn đối với vị đã đoạn trừ lậu hoặc, không còn phiền não thì đối với các vị này không có khổ về khổ tâm. Nếu có khổ vì sự vô thường thì cái đó cũng chỉ khổ, khổ thân. Chẳng hạn như thân của vị A-la-hán khi ngài bị té ngã hay là bị người khác đánh đập thì ngài cũng biết đau gì. Thì đau đó tức là khổ về thân nhưng mà không khổ về tâm. Thế cho nên Đức Phật mới dạy rằng này Tá Tỳ Kheo, đối với kẻ phàm phu
cổ xảy ra, nó bị hai mũi tên, tức là cổ thân thì kéo theo là cổ tâm. Còn đối với một vị thánh như là bậc A-la-hàm và bậc A-la-hán thì ngài chỉ có bị một mũi tên, tức là khổ thân thôi chứ không phải là khổ tâm. Thì ở đây đó, chúng ta phải phân biệt giữa cái gọi là năm thủ quẩn và năm quẩn. Năm quẩn là nấu đại trà, tất cả những gì thuộc pháp hữu vi thì cái đó nó thuộc về năm quẩn. Nhưng mà trong năm quẩn đó, nếu tính về khổ đế, chỉ là cái pháp nào thuộc về cảnh thủ, bị thủ thì cái đó mới là khổ đế, tức là 81 tâm hiện thế, 52 thủ tánh và 28 sắc pháp. Cái này nó thuộc về khổ đế. Chứ còn như tâm siêu thế và niết bàn thì không thuộc về khổ đế. Thì đây là chúng tôi xin được trả lời cái câu hỏi của cuộc thảo luận số 27 năm mô của thầy. Sa thú kinh thiên tòa thầy sư. Bạch thiên tòa tuyệt quyền, thiên tòa tuyệt quyền có mặt ở trước máy và có nghe được không? Nếu thiên tòa tuyệt quyền nghe được, xin thỉnh thiên tòa tuyệt quyền trả lời cho cuộc thảo luận số 3. Thiên tòa Pháp Tân ơi, thiên tòa Tân có ở trước máy và có nghe được không? Dạ, thấy thiên tòa tuyệt quyền hiện tại rồi. Dạ, cảm ơn thiên tòa tuyệt quyền. Chúng ta thấy trong tập đế có cái là mình có ba cái ái, là dục ái, hữu ái, phi hữu ái. Dạ. Thì trong đó có cái phi hữu ái. Dạ. Muốn mình làm thế này, đừng làm thế kia. Hữu ái, phi hữu ái. Nhưng mà bây giờ có người họ nói rằng như vậy mình mong là mình chấm dứt năm quẩn thì nó cũng giống như phi hữu ái thôi. Thì đó Hoa nghĩ cho lời giải thích. Dạ, sao thưa xin kính thỉnh sư huynh đi nghỉ. Cảm ơn sư huynh, xin lỗi sư huynh. Dạ, kính cung thỉnh sư huynh đi nghỉ. Dạ. Dạ thỉnh thiên tòa thưa huynh. Bồ Tát thầy giáo Nam Mô Tham Ma giáo Nam Mô Chân Khả như vừa rồi đi chụp cái đó không? Dạ cảm ơn vị. Chúng con kính lễ đến Đức Phật, đến giáo pháp và đến chúng tăng. Kính lễ đến thượng tọa Giác Đẳng, thượng tọa Pháp Tăng, thượng tọa Pháp Đăng, cảm ơn hành để Đức Từ Tri xuống bên thông cùng chư tăng đang hiện diện. Thân chào đến quý phụ nữ cùng chư Phật tử. Dạ kính thưa quý vị, nếu như mà cái kem chúng ta không còn muốn nếu như chúng ta mà mong muốn chấm dứt sinh tử, dứt năm quẩn thì có đồng nghĩa với phi hữu ái không? Thì ở đây nó rất là xa, rất là khác. Bởi nó cái từ chữ phi hữu ái, dục ái, rồi sắc ái, phi hữu ái. Ở đây có nghĩa là cái tâm mà chúng ta chứng đắc cái tầng thiền anh về các cái cõi thiền, ngay cả các cõi thiền sắc giới và vô sắc giới, và đặc biệt cõi thiền vô sắc giới, nó rất nhẹ, nó rất tinh vi, nó vẫn còn phi hữu ái, cái không có mà vẫn có, không có mà có. Thế cái trạng thái tâm nó như vậy, cái trạng thái tâm chứng thiền của các vị, ngay cả quý vị biết xả lạc xả khổ nha, rồi ngay cả luôn thí dụ như là các vị mà người ta chứng đắc các tầng thiền thì nội chỉ chúng ta thấy một cái đầu tiên thôi,
các ái hay là các ác bất thiện pháp, ngăn chặn các ác bất thiện pháp thì nó cũng là một điều mà chúng ta thấy là một câu chuyện không thể đơn giản rồi. Chứng đắc được sơ thiền, rồi chứng đắc nhị thiền, chứng đắc tam thiền, chứng đắc tứ thiền, hướng tâm sanh về cõi không vô biên, tức là cõi sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, rồi sanh về cõi không vô biên, tức vô biên vô số với tự nhiên tức. Thì cái trạng thái của cái đó đó, cái thiền cao, tu tập lớn lao, thì chúng ta sẽ thấy rằng nó tốt, nó đẹp như vậy. Nhưng quả thật nếu như chúng ta, khi chúng ta tu á, chúng ta mới hiểu được là dầu cho ở các, dầu cho còn dục ái hữu ái, phi hữu ái như thế nào đi nữa, thì ở đó chúng ta cũng vẫn còn bị sanh tử lăn trôi. Bởi vì cũng vẫn còn cái gì, vẫn còn cái nhất còn vẫn còn cái tứ danh quẩn, vẫn còn cái ngũ quẩn này, thì không thể nào mà chúng ta có thể chấm dứt được. Thí dụ như bây giờ chúng ta thấy, thí dụ như sắc thì bỏ sắc, rồi vị ấy coi như là sắc thọ tưởng hành và thức, thì bây giờ vị ấy bỏ như thế nào được, cái ngũ quẩn mà. Thì bây giờ vị ấy thí dụ như sanh về cõi vô sắc thì bỏ được cái sắc quẩn này, tức là vượt ngoài cái sắc quẩn này. Nhưng điều vị ấy cũng vẫn bị ái vô cái gì, chấp vô cái tứ danh quẩn của mình. Đó là cái sự thật. Cho nên vì vậy chúng ta nhớ rõ ở cõi vô sắc đó, bởi vì họ thấy cái sắc này nó là sanh tử, sắc này nó phải tàn lụy, sắc này nó phải bị đổi thay, cho nên vì ấy sợ hãi cái sắc này, cho nên ước mong rằng tâm của mình nó chỉ có tâm thôi mà nó không hiện hiện khởi sắc. Chính cái đó cũng là cái tinh thần của ái nằm trong đó, là muốn và đạt được như thế, chứ không phải là. Nếu như các vị, đối với các vị thánh mà ta chứng đắc, người ta sợ hãi với năm uẩn, và người ta thấy năm uẩn nó là trói buộc, năm uẩn nó là đau khổ, năm uẩn nó là khổ đau sanh tử, vì vậy cho nên người ta nó mới tu tập, mới diệt trừ nó. Đây là cái điều mà chúng ta nhớ. Bởi vì khi nào mà còn hiện hữu của ngũ uẩn thì những cái đó còn sanh tử, hay là ngày nào hiện hữu của các quận vẫn còn tiếp tục sanh khởi thì ngày đó chúng ta còn sanh tử. Ngày nào ngũ quận này còn hiện tại, nhưng điều mà ngay khi sau khi chúng ta chết, chúng ta không còn cái sự tiếp diễn ngũ quận nữa, thì đó chúng ta gọi là đối với các bậc thánh tứ quả, thì các ngài nó còn cái sắc quận hiện hữu. Để như hồi nãy mà sư phụ từ siêu nói đó, là cái trạng thái đau, các vẻ cảm thọ đau, chứ còn tứ danh quẩn còn lại thì nó không có bị đau khổ, hay không có bị dòng sinh tử nó chi phối, hay là sợ hãi, hay là tiếc thương gì, hoàn toàn không có. Cho nên mong muốn chấm dứt năm quẩn có đồng nghĩa với phi hoái không, là nó rất là khác. Phi hoái cũng vẫn còn chút gì đó ở trong cuộc đời này, vẫn còn chút gì đó để mà chúng ta còn phải đối phó, còn chút gì đó mà chúng ta còn phải có cái thương, cái ghét, cái mến, vân vân. Cho nên vì vậy nếu chúng ta hiểu biết được cái sự tu tập, thì người mà mong muốn chấm dứt năm thủ uẩn, nó không có đồng nghĩa với phi hữu ái, bởi vì phi hữu ái thì không có mà vẫn có. Thì đây kính bạch thượng tọa, đây là cái sự trình bày của chính con. Nếu có điều gì cần bổ túc thì kính cung tịnh thượng tọa cũng nghe mong được thay ạ. Sa thủ kinh thượng tọa tuyệt quý, thượng tọa có tên nhân. Thì tòa có mặt ở trước máy không? Nếu thì tòa từng nghe được xin kính thỉnh thì tòa trả lời cho cụ thảo luận số 4. Dạ tốt quá, hôm nay là ngày đẹp trời, chúng ta có đầy đủ chuẩn bị giảng sinh ở trong rụng. Và nếu thì tòa hỏi tầng trả lời được thì quá tốt rồi. Thì tòa từng có một điều như vậy là
Thì thường chúng ta nói rằng khổ tập diệt đạo, thì có vẻ như là nó có hai cái vế, một bên là khổ, bên nhân sinh khổ. Nhưng mà tại sao bên kia thì không nói là hạnh phúc và con đường dẫn đến hạnh phúc? Bởi vì chúng ta nói bờ này bờ kia, thì bờ này đối bờ kia thì hạnh phúc đối với đau khổ. Nhưng mà sao chúng ta không nói là hạnh phúc và con đường dẫn đến hạnh phúc, mà thay vào đó thì Đức Phật dạy về sự diệt khổ, con đường dẫn đến diệt khổ. Xin thỉnh ý kiến của Thượng Tọa Pháp Tịnh. Dạ, Nam Mô Bổn Thầy Giá, Nam Mô Tham Ma Giá. Con xin hành kính đảnh lễ ở Đức Tam Bảo, Đức Phật và Pháp Chí Tăng. Đảnh lễ Thượng Thầy Giám Đạt, Thượng Tọa, Thượng Đế Biên. Xin chào quý cô tu nữ và xin chào quý thiền nam tu nữ. Ở đây thì con nghĩ trong giáo lý tứ đế đó, tức là nói lên cái khổ, nhân sinh khổ, nói lên sự chấm dứt khổ và con đường đưa đến chấm dứt khổ. Con nghĩ là khi mà nói đến cái hạnh phúc đó, thì phải nói là nó hạnh phúc nhiều cái mức độ khác nhau. Ví dụ như là người ta trong cuộc đời này, người ta có thể rằng được những cái gì đó nó may mắn, được những cái gì đó nó tốt đẹp, thì người ta cảm thấy như là cái sự thụ hưởng của người ta có thì người ta gọi là hạnh phúc. Rồi là cái hạnh phúc mà mình được Đức Phật ở trong kinh, ví dụ như là hạnh phúc niết bàn, là sự chấm dứt khổ và là niết bàn, thì con nghĩ rằng một người mà hưởng được những cái phúc lạc ở trong cuộc đời này, phước khẩu lậu, thì người ta cũng có những sự hạnh phúc nhất định. Cái sự hạnh phúc đó nó không phải là tuyệt đối, đó là một con cái sự đau khổ mà như trong kinh nói là khổ đế. Rồi có những người họ có được những cái hạnh phúc do rằng họ được chứng thiện, họ vượt lên cái sự hưởng thụ ngũ dục, họ chứng thiện. Cái hạnh phúc mà họ có được là do cái hỷ lạc, do cái thiện chứng mang lại cho họ, cho nên họ có những cái hạnh phúc đó. Những gì phạm thiên sắc và vô sắc cũng có những cái hạnh phúc, thì cái hạnh phúc đó là hạnh phúc nó cũng mang tính là cũng tạm thời thôi, chứ nó cũng không thể nào mà cũng hoàn toàn là hạnh phúc trong cái nghĩa tuyệt đối. Trong khi đó thì khổ và nhân sanh khổ á, thì chỉ chung cho những cái gì hiện hữu của pháp hữu vi. Bởi vì chúng ta thấy ở đâu mà có cái sự hiện hữu khởi của pháp hữu vi, nói trong di diệu pháp là giống như là 81 tâm hiện thế, 52 tâm sở và 28 sắc pháp. Nếu mà nó còn lây quay hay là nó còn đối đãi ở trong những cái điều đó, ở đây nó bao gồm là cả những chúng sanh hiện hữu ở trong tam giới và những chúng sanh còn hiện hữu của giới dạng của ngũ quẩn, nó còn khổ đau ở trong đó. Trong khi là Đức Phật ngài dạy là con đường đưa đến chấm dứt khổ, thì sự việc đưa đến dẫn đến cái sự diệt khổ, thì phải nói rằng đạo đế là một cái phương thức mà Đức Phật ngài dạy ở đó. Một vị hành giả hay một vị đệ tử của Đức Phật nếu thực hành cái con đường đó, cái phương pháp đó, thì cái khổ ấy, nó sẽ được chấm dứt.
chấm dứt. Cái khổ ở đây nó không phải giới hạn ở trong khổ khổ, mà là tất cả những cái hiện khởi của pháp vũ vi nó không còn có cái sự hiện hữu nữa một khi đã chứng đắc được niết bàn. Bởi vậy cho nên là con nghĩ rằng là khi mà nói đến cái sự chấm dứt khổ và nói đến một cái sự chấm dứt hoàn toàn của sự hiện hữu của ngũ quẩn, mà ở đâu có hiện hữu của ngũ quẩn thì ở đó là còn khổ đau. Cho nên là nói là con đường dẫn đến sự diệt khổ mới thật sự đúng nghĩa là sự tịch tịnh của niết bàn. Bởi vì sự tịch tịnh của niết bàn là nó chấm dứt khổ hoàn toàn. Còn những cái sự hạnh phúc mà chúng ta được nói đó, thì con nghĩ rằng nó có nhiều cái mức độ khác nhau. Hạnh phúc ở cõi người, ở cõi nhân loại, ở cõi trời thì họ hưởng được thiên sắc, thiên hương, thiên danh xưng, thiên thỏa mãn. Hạnh phúc ở cõi người họ được đầy đủ những cái điều mà như họ mong muốn về sắc đẹp, tiếng hay, mùi thơm, vị ngon, sức lạc, họ được sự hưởng thụ như vậy. Rồi hạnh phúc ở cõi trời phạm thiên sắc giới và cõi vô sắc thì họ có những cái sự hạnh phúc là do họ sử dụng được cái sự hỷ lạc hân hoan ở trong thiền chứng của họ. Nhưng mà những cái sự hạnh phúc đó thì nếu mà hiểu trong một cách nào đó thì còn là sự hiện hữu của ngũ quẩn, còn tái hiện của luân hồi, và do đó còn khổ đau. Cho nên cái sự chấm dứt khổ đó thì có nghĩa là cái con đường mà Đức Phật ngày dạy là thực hành cái con đường đạo đế để đưa đến chấm dứt khổ. Thì chấm dứt khổ ở đây là sự không có tái hiện của ngũ quẩn, và không còn gián chấp của phiền não, và không có sự hiện hữu của ngũ quẩn. Vì vậy cho nên đó là cái sự mà còn là cái sự chấm dứt khổ hoàn toàn. Thì đây là cái ý mà con xin được chia sẻ trong cái câu hỏi mà chúng ta vừa nêu. Nếu có những gì chưa có đầy đủ thì chúng ta cũng chia sẻ. Sau khi thực hiện sự tỏa pháp tịnh, sư minh thông có mặt ở trước máy không? Nếu sư minh thông có mặt ở trước máy, xin sư minh thông trả lời chữ cô. Hôm nay thưa quý vị, chúng ta có định chỉ vì nhận sinh thành là chúng ta, thực ra chúng ta có nhiều câu hỏi nhưng mà có lẽ chúng ta có nhiều thời gian. Sư minh thông Phật tử Việt Nam ngày nay tu á, mình chỉ nghĩ đến một pháp môn thôi, và thậm chí pháp môn nào mà nhanh nhất và gọn nhất, giống như cái dược người đó chỉ cần niệm sáu chữ thôi, lục tự di đà thôi là đủ giác ngộ rồi. Nhưng mà trong cái pháp tứ đế mà Phật dạy thì ngài dạy đến bát chánh đạo, thì khi ở đây ngài sáu lời Phật định nghĩa chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định, sao mình nghe đến nhiều quá. Thì có thể nào mình tu giải thoát mà không cần tới bắt chánh đạo không? Thì chỉ cần một pháp môn thôi. Nên sư Minh Thông quan hiện cho biết ý kiến sư Minh Thông về điểm này. Kính thưa sư Minh Thông. Dạ, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Cái câu thảo luận số 5 hỏi rằng có pháp môn nào tu để giải thoát khổ mà chỉ cần hành trì một pháp chứ không cần đến bắt thánh đạo? Kính thưa sư phụ, cái người nào mà nghĩ như vậy có lẽ con nghĩ là người đó là điên rồi. Là tại vì tu mà để thành công nó tức là giải thoát đó, tức là muốn làm bậc thánh. Từ một người phàm mà muốn làm bậc thánh đó, thì đâu phải chuyện dễ dàng. Đức Phật là một người thông minh mà ngài phải dùng 20 A tăng tỳ kiếp, 100.000 đại kiếp đó đất. Một A tiền tăng tỳ kiếp tức là một số lượng mà con người ta không thể đếm biết được. Thí dụ như là cát của một cái bãi sa mạc hay là cát của sông Hằng đó, thì coi như đó là một A tăng tỳ kiếp. Thì ngài tu bao nhiêu 20 A tăng tỳ kiếp, tức là bao nhiêu cái cát của một cái bãi sa mạc mà 20 lần như vậy, rồi 100.000 đại kiếp đất, tức là cái số
số mạng sống mà Ngài dùng để tu hành là không thể tính biết được để đạt được cái mà Đức Phật toàn giác, thì làm sao mà nói là có pháp môn nào tu để giải thoát khổ mà chỉ cần hành trì một pháp chứ không cần đến bát thánh đạo. Thì bây giờ đem cái sự mà tu hành của Đức Phật ra, Đức Phật tu hành 20 ăn tăng tại kiếp, 100.000 đại kiếp trái đất, còn những người mà tu tinh tấn hay tu mà đức tin thì 40 a tăng tại kiếp và 80 a tăng tại kiếp, 100.000 trên đại kiếp trái đất. Mà bây giờ có người nào lại hỏi có pháp môn nào tu để giải thoát khổ mà chỉ cần hành trì một pháp chứ không cần phải hành trì để bát thánh đạo? Thì con thấy cái câu hỏi này rất là hỏi để mà hỏi, chứ sự thật không có người nào mà có trí tuệ mà hỏi được câu này. Chỉ có những người mà vô minh hay là lười biếng mà tìm một con đường đi tắt, mà cũng trong đường mà tu hành thì không có con đường đi tắt. Con đường đi tắt đó con nghĩ là không có, là bởi vì chúng ta bây giờ có mặt trên trần gian này thì không phải là chúng ta chỉ có mặt trần gian này kiếp này, chúng ta có mặt ở trần gian này nghĩa là vô tỷ kiếp, không biết bao nhiêu là kiếp. Có những kiếp mà chúng ta ở địa ngục, có những kiếp chúng ta sanh thiên, có những kiếp chúng ta làm người. Thì cái trái đất này nó có bao lâu thì đó, cái khoảng thời gian mà ta gọi là cái vô thủy đó, thì chúng ta đã có mặt từ hồ vô thủy rồi đến bây giờ chúng ta là có mặt ở đây. Và trong cái chuỗi sanh tử luân hồi chúng ta có mặt ở đây thì chúng ta đã kinh qua biết bao nhiêu là cái giai đoạn mà chúng ta có thể là ở địa ngục cũng là bao nhiêu là kiếp, rồi sanh thiên, rồi làm người khổ sở. Cho nên là không thể nói mà có một pháp tu nào để giải thoát khổ mà chỉ cần hành trì một pháp chứ không cần hành trì đến bát chánh thánh đạo. Đó là cái câu nói này, câu hỏi này nó khó thành tựu được, là bởi vì Đức Phật đã tu hành và Ngài tìm ra cái tứ diệu đế là thế gian này là khổ, là tại sao khổ, là vô thường là khổ, rồi thế gian này là vô ngã, là bởi vì vô thường cho nên nó vô ngã, làm sao có ngã được. Cho nên là chúng ta phải sống nhờ trên cái thân giả tạm này, mà Đức Phật giảng dạy rằng dùng cái thân giả tạm này để mà tu hành thì để mà có thể là thoát khỏi cái khổ tập diệt đạo đó, mà để thấy được cái chân lý để giải thoát. Cho nên mà cái con đường mà Đức Phật đã giảng dạy ra là tứ diệu đế và bát thánh đạo, thập nhị duyên nhân duyên, rồi thiền định, thì tất cả cái đó là những điều mà Đức Phật đã khám phá rồi đã giảng dạy cho chúng ta. Thì chúng ta bây giờ thì chỉ có đi theo con đường Đức Phật giảng dạy rồi hành trì theo đó thì mới có thể được đạt được những điều mà Đức Phật đã giảng dạy cho chúng ta. Chứ con nghĩ là cái câu hỏi thảo luận số 5 hỏi để mà chúng ta tự phát, tự tỉnh lại, tự giác ngộ lại, làm thế nào để mà tu hành, thì chỉ có cách là theo lời Đức Phật giảng dạy là tứ diệu đế, bát thánh đạo, thập nhị nhân duyên và thiền định. Chứ không có thể nói là có một pháp môn nào tu hành để giải thoát khổ mà chỉ cần hành trì một pháp chứ không phải chứ không cần đến bát thánh đạo. Con thấy cái điều này, cái thưa sư phụ, câu hỏi thứ năm này không thể lập thành một cái chân lý, không thể lập thành để mà người nào theo câu hỏi số 5 này để tìm ra một cái một pháp thôi. Đó. Thì nếu nói một pháp thì mình diệt trừ được cái tham sân si của chúng ta. Mà muốn diệt trừ cái tham sân si của chúng ta thì phải thời gian, phải là bao nhiêu a tăng tỳ kiếp, chứ không phải là một pháp được. Cho nên cái câu hỏi này sự thật thưa sư phụ rất ư là khó, là bởi vì khó mà tìm ra một cái pháp nào để mà tu hành đạt như vậy giải thoát. Nếu mà cái pháp đó thì Đức Phật đâu cần phải 20 a tăng tỳ kiếp, 100.000 đại kiếp trái đất, mà có những người tu hành tinh tấn là 40 a tăng tỳ kiếp và 100.000 đại kiếp trái đất, có người là 80 a tăng tỳ kiếp, 100.000 đại kiếp trái đất, thì thời gian đó rất là vô lượng. Cho nên khó có thể mà tìm được một pháp
tu hành một pháp mà để mà giác ngộ không cần đắc bát thánh đạo. Kính thưa sư phụ, con thì con thấy là không thể tìm được một pháp đó. Sự thật là đối với cái trí tuệ của con thì con thấy là không thể nào có một cái pháp đó. Mà nếu tìm một cái pháp đó tức là phải diệt trừ được tham sân si, mà diệt trừ được tham sân si là không phải là một chuyện dễ làm. Đó là cái sự suy nghĩ của con. Con xin thỉnh mời sư phụ trở lại mai để mà giảng giải thêm những điều mà con không biết. Và nhờ vậy đạo tràng sẽ được học thêm cái trí tuệ của sư phụ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con thỉnh mời sư phụ trở lại mai. Sa thú kính trình sư Minh Tâm. Quý Phật tử, hôm nay là ngày rất là hoan nghênh, bởi vì chư vị giảng sư ở trong trung vào đông đủ và mỗi ngày đều cầm biết nói chuyện rất là tốt. Chỉ có một điều là chúng ta không có đủ thời giờ để thảo luận thêm. Thật ra thì chúng tôi chỉ muốn nói thêm một điểm rất là nhỏ sau cùng, đó là đa số chúng ta thường nghĩ rằng mình hiểu về tứ diệu đế, và thậm chí có những em rất nhỏ đi gia đình Phật tử hỏi tứ đế vì nó là khổ tập diệt đạo thì nói rất là, nhưng mà thật ra đây là một đề tài rất rộng mà ngài Xá Lợi Phất, một bậc đại trí tuệ, ngài đã từng dạy rằng giống như cái dấu chân của con voi thì có nhiều dấu chân của con vật khác ở trong rừng mà thể đặt ở trong dấu chân con voi, thì dấu chân rất là lớn. Ở trong bài kinh thí dụ dấu chân voi thì giáo lý tứ đế cũng tương tự như vậy. Ở trong đó chúng ta tìm thấy rất là nhiều những giáo lý khác mà Đức Phật dạy. Từ khi Đức Thế Tôn ngài chuyển pháp luân ở tại Lộc Quyển cho đến khi mà ngài viên tịch Niết Bàn, thì Đức Phật ngài dạy rằng Như Lai chỉ dạy về sự khổ và sự thoát khổ. Dạ, sự diệt khổ. Thì sự khổ và sự diệt khổ nó cũng là một cách nói rất là giáo lý tứ đế. Cho việc chúng ta đừng chủ quan mà nói rằng mình hiểu khổ tập diệt đạo. Mình đừng chủ quan nghĩ rằng bài kinh này là bài kinh nói phân tích về tứ diệu đế đâu có dài, ngắn mà. Chúng ta đừng chủ quan nghĩ rằng những cái từ vựng Phật học đề cập đến ở tại đây chúng ta đều quen thuộc hết. Thật ra đây là một đề tài rất lớn, và chúng tôi thưa rằng nếu chúng ta có thì giờ để mà thảo luận một hai buổi học khác thì cũng không hẳn là chúng ta có thể đi qua hết mọi khía cạnh của đề tài tứ đế. Và học Phật đó thì luôn luôn chúng ta tâm niệm một điều rằng không riêng pháp hành mà ngay cả trong pháp học ấy, mình phải trở đi trở lại nghiền ngẫm để thâm nhập. Đức Phật ngài dạy rằng ở trên phương diện pháp hành đó, pháp học đó, chúng ta có cái tâm muốn lắng nghe xong rồi ghi nhớ rồi suy niệm rồi chúng ta lãnh hội, rồi từ đó chúng ta mới đem áp dụng ở trong đời sống. Giáo lý tứ đế là một giáo lý mà tất cả những người con Phật đều rất nên chiêm nghiệm, và những gì mà chúng ta rút ra từ giáo lý tứ đế đó không phải là một triết lý hay là một cái giáo lý có tầng cảnh xa vời, mà thưa quý vị, ngay cả một thiền thể giả, một người hành thiền, một hành giả hành thiền tín niệm xứ cũng có thể lấy tứ đế để tu tập, gọi là pháp quán niệm xứ, tức là đọc tứ đế trong đời sống. Và ngay cả trong cái suy nghĩ của chúng ta cũng vậy. Giáo lý tứ đế là một cái hệ luận về nhân quả, sự khổ, nhân sanh khổ, sự diệt khổ và con đường sự diệt khổ. Thì giáo lý tứ đế cho chúng ta một cái nhìn hợp lý nhất. Chúng ta không có khổ và ngồi đó kêu gào mà không biết nguyên nhân sanh khổ. Chúng ta không mong mỏi hạnh phúc mà chúng ta không biết là làm sao để chấm dứt đau khổ. Chúng ta không thể nào hiểu được cái giá trị của sự tu tập nếu chỉ bằng tín ngưỡng, mà chúng ta chỉ thật sự hiểu giá trị sự tu tập khi chúng ta hiểu rằng mình có những vấn đề cấp thiết cần phải giải quyết, mình phải hiểu cái nguyên nhân tạo ra vấn đề đó và cái giải pháp và cái con đường dẫn đến giải pháp đó. Đây là một đề tài
rất lớn, và mong rằng chúng ta sẽ có một cái nhìn lượng định tương đối rất là khách quan, tương đối rất là tốt, đủ để chúng ta nhận ra cái ảnh hưởng, cái tầm cỡ quan trọng của giáo lý tứ đế, và từ đó chúng ta đem vào trong đời sống của người con Phật những cái suy tư rất là lợi lạc. Chúng tôi xin được kết thúc chương trình sinh hoạt hôm nay của Trung ương Phật Pháp Buddha Đàm Bạc. Kính chư chư tôn đức đã vào trong để thuyết giảng định lễ quý ngài. Thân chào tạm biệt quý Phật tử, kính chúc tất cả một ngày an lành, một đêm an lành. Hẹn gặp lại trong chương trình ngày mai. Thưa vị, ngày mai này chúng ta có lớp học Thắng Pháp Âm Thị Thông và chúng tôi là người phụ trách. Xin trân trọng định lễ và chư tôn đức và kính chào tất cả mọi Phật tử.